chương 21. Ếch ngồi đáy giếng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghe lời nói này, hướng hân hân trên mặt ửng đỏ. Sau đó chính là nũng nịu nói. Tào ngu. Ngươi đang nói cái gì? Này tào ngu tính cách nạn vẫn luôn là rất rõ ràng. Trong nhà là mở ra cái công ty nhỏ, giá thị trường cũng có mấy ngàn vạn loại kia. Thích, được thôi. Tào ngu xem thường hừ lạnh một tiếng hướng hân hân lúc này đối với diệp huyền nói ca xin lỗi a à, sớm biết ta thì không nên mang tàu ngu đến rồi không có chuyện gì diệp huyền cười cợt nói rằng được rồi lên xe đi tàu ngu cũng là một mặt cao ngạo nói được thôi nếu như vậy vậy ta liền cố hết sức ngồi một lần này vô xoa này tàu ngu vừa nói một bên kéo cửa ra chỉ là đang nhìn đến này vô xoa ẩn trang trí bên trong trong nháy mắt này tàu ngu, trong nháy mắt há hốc mồm. Trong này, cũng quá rất sao xa hoa. Thuần thủ công gia thật chế tạo ghế dựa. Càng là phối có chồng chất bàn cùng màn che nắng, cùng với một đài kiểu đứng tủ lạnh nhỏ. Cải trang chỗ ngồi phía sau ba liên sofa giường, càng là chống đỡ một kiện chạy bằng điện nằm thẳng mở rộng, biến thân thoải mái hai người giường lớn. Đồng thời, bên trong xe chở khách có thể tự động lên xuống ban đêm TV cùng với nhãn thơm một quầy ba, nhưng hắn tuyệt không chỉ gia đình rạp chiếu phim như vậy giản lược. Chạy bằng điện xa hoa ghế giữa càng là có chứa đun nóng, xoa bóp cùng chân nâng các loại công năng. Nhìn này xa hoa bên trong xe trang trí bên trong, nhường mọi người vào đúng lúc này, trong nháy mắt dại ra. Hướng hân hân cũng là có chút há hốc mồm nhìn về phía Diệp Huyền, nói. Ca, ngươi xác định ngươi đây là vô xoa ẩn. Ừ, ta nhường ta thư ký mua, nàng nói này hình như là cái gì vô xoa ẩn pha tông. Diệp Huyền gật đầu một cái nói. Bên trong trang trí bên trong động cơ đều cải trang qua, tổng cộng cũng là hoa hơn 2 triệu đi. Theo câu nói này hạ xuống sau khi, mọi người trong nháy mắt chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, càng là có người kinh âm thanh hô. Trời ơi! Hơn 2 triệu. Chờ chút, vẫn là ngươi nhường ngươi thư ký mua. Hân hân, ngươi không phải nói ngươi ca mới vừa tốt nghiệp sao? T. Hơn 2 triệu vô xoa ẩn. Này đã đủ mua 3 chiếc tàu ngu thêm Mercedes, Benz đi. Câu nói này hạ xuống, toàn trường lần thứ hai yên tĩnh. Sau đó, mọi người nhìn phía nơi đó tàu ngu. Thời khắc này, tàu ngu trên mặt là đỏ lên một mảnh, đau rát. Dù sao trước nói nhân gia công ty không được, xe thương vụ chính là một chiếc phá vô xoa ẩn còn không bằng nhà hắn cái kia 60 vạn Mercedes-Benz. Kết quả đây. Này chiếc vô xoa ẩn pha tông, hơn 2 triệu. Đã đủ mua 3 chiếc Benz. Trong lúc nhất thời, này tạo ngu có thể nói là tất chó. Dù sao, chính mình này hoàn toàn chính là trang bức không được ngược lại bị thảo. Khốc liệt. Cái kia, tào ngu đúng không? Diệp Huyền cười cợt nói rằng. Vừa vặn xe ta đây, chỉ có thể ba người ngồi, miễn cưỡng ngồi bốn cái, nếu không ta cho ngươi gọi một chiếc xe taxi. Tạo ngu nhất thời sắc mặt đều đen. Đen như đáy nồi. Bên cạnh Lý Nhược Lan lôi kéo bạn trai của mình. Trần Vũ, ngươi cùng tạo ngu đồng thời ngồi taxi, ba người chúng ta nữ hài ngồi dịp ca xe. Nói, nàng dùng sức hướng Trần Vũ nháy mắt. Trần Vũ gật gù, dây hiểu. Sau đó nói. Tạo ngu, chúng ta ngồi taxi đi, dịp ca xe này lập tức ngồi không được nhiều người như vậy tào ngu không muốn đáp ứng cũng hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là ngầm thừa nhận rất nhanh ở bên cạnh đón một chiếc taxi tào ngu trần vũ đi tới sau đó hai chiếc xe cùng nhau lên đường dịp huyền mở ra vô xoa ẩn pha tông bên cạnh ngồi hướng hân hân chỗ ngồi phía sau ngồi hai vị nữ hài đường nhu lý nhược lan hướng hân hân một mặt hiếu kỳ nhìn dịp huyền nói rằng ca ngươi không phải nói ngươi ở thiên hải chỉ là cái viên chức nhỏ sao làm sao sẽ mở như thế quý xe còn có ngươi nói tên bí thư kia lại là xảy ra chuyện gì a à? hướng hân hân nháy mắt khắp khuôn mặt là hiếu kỳ ta không phải cầm ba tháng tiêu quan mà sau đó liền từ chức chính mình mở ra nhà công ty chuyện này ngươi trước tiên đừng nói cho ta mẹ a à? dịp huyền liếc mắt nhìn hướng hân hân hồi phục đến Hoa! ca Ngươi lại ở tự chủ gây dựng sự nghiệp sao? Vậy ngươi hiện tại là đang làm gì a? À? Đối với này, Diệp Huyền nhìn lướt qua này hướng hơn hơn, này muốn mình nói như thế nào? Thu tiền thuê sao? Trong lúc nhất thời, đẩy lòng trầm ngâm một chút, sau đó lạnh nhạt nói: Tài chính đầu tư có quan hệ, cụ thể nói rồi ngươi cũng không hiểu. Ân. Ừ. Thu tiền thuê, nên tính là tài chính chứ. Coi như thế đi. Đúng không? nha. Hướng hân hân hồ đồ nháy mắt, sau đó, cũng chính là không có tiếp tục hỏi quá nhiều chuyện. Mà khác một chiếc xe taxi lên. Tào ngu hung hãn nói. Trần Vũ, ngươi nói này hân hân ca đúng không ở nhầm vào ta a? À? Trần Vũ không khỏi lượng một cái, tâm nói. Ngươi rất sao chính mình tú ưu việt, còn trách người khác nhầm vào ngươi. Nhưng hắn theo Tào ngu cũng là bằng hữu, không thể làm gì khác hơn là phụ họa nói rằng ha ha khả năng là có chút có điều nhân gia đối với chúng ta cũng rất tốt a à? hừ ta mặc kệ nhất định phải tìm về ta bãi ở hơn hơn trước mặt chứng minh chính mình, mình. tào ngu con mắt bốc lên kim quang, trần vũ một hồi ngươi phối hợp ta cho ta chống đỡ bãi trần vũ a à ha ha tốt tốt trần vũ lúng túng đồng ý tào ngu bình thường đối với hắn cũng không tệ lắm hắn cũng không tiện cự tuyệt sau 40 phút. Hai chiếc xe chậm rãi đến thẩm khinh viên đặt phòng ăn. Vọng Giang Cát Ở bữa ăn này phòng tọa lạc với thiên hải thiền ngoại bãi số 3, ở trong phòng ăn còn có thể thưởng thức thiên hải đẹp nhất sông Hoàng Phổ Chi Loan, phụ cận còn có một tòa sân gôn. Mà bên này cũng coi như là thiên hải đỉnh cấp tiêu khiển giải trí nơi một trong. Cho tới nhà này Vọng Giang Cát, cũng là không ít minh tinh phú hào thường thường đến thăm phòng ăn theo xe cộ dừng tốt sau khi, Diệp Huyền liền mang theo mấy người này, hướng về vọng gian cát mà đi. Mặc dù nói, những người này cũng là đã tới thiên hải, thế nhưng loại này hàng đầu phú hào nơi, cũng hay là bọn hắn lần thứ nhất đặt chân. Đặc biệt hướng hân hân, lúc này càng là không ngừng nhìn quanh bốn phía, biểu hiện có vẻ căng thẳng. Thế nhưng càng nhiều, nhưng là hưng phấn. Hướng hân hân chỉ về đằng trước, cái kia ngoại hình hùng vĩ, khí thế rộng rãi vọng gian các mở miệng hỏi, ca, nơi đó là nơi nào a? À? Hả, vọng gian cát, chúng ta ngày hôm nay muốn chỗ ăn cơm. Nghe lời nói này, hướng hân hân nuốt từng ngụm từng ngụm nước, sau đó mở miệng hỏi. Ca, nơi như thế này phòng ăn nhất định rất đắt chứ. Vẫn tốt chứ. Diệp Huyền tùy ý trả lời, ở câu nói này hạ xuống sau khi, ở nơi đó tào ngu nhất thời con mắt sáng lên. Sau đó chính là mở miệng nói. À, hân hân, Ngươi ca không phải nói hắn công ty còn ở gây dựng sự nghiệp mà, phỏng chừng bữa ăn này phòng cũng quý không đi nơi nào. Ta tra xét ở ngày này biển có một nhà axit phòng ăn, người đều ở hơn một nghìn, ta sau đó định ra, buổi tối mời các ngươi đi ăn. Nghe lời nói này, hướng hân hân lông mày liên tiếp nhăn lại. Bên cạnh Trần Vũ, lúc này nhưng là lớn tiếng nói. Quay, tàu ca trâu bò. Cái kia đến thời điểm ta có thể phải cố gắng ăn một bữa cho tới còn lại mấy nữ sinh quay về này tào ngu cũng là quan tới mấy phần ánh mắt nóng bỏng này tào ngu cảm thụ thứ ánh mắt này nhất thời chính là một trận hãnh diện đấy lòng lúc này cũng là càng thoải mái như thế nào lão ca buổi tối có muốn hay không đồng thời này tào ngu nhướng mày nhìn về phía diệp huyền nói ngày hôm nay ta cũng mời ngươi ăn một lần xem ngươi còn ở gây dựng sự nghiệp ở trong sợ không phải loại này cấp bậc phòng ăn còn chưa có đi qua chứ ta dẫn ngươi đi một lần miễn cho sau đó hẹn khách hàng bêu xấu nghe này tào ngu dịp huyền chỉ là cười nhạt sau đó mở miệng nói ha ha không cần theo câu nói này hạ xuống cái kia tào ngu tiếp tục nói ai đừng có khách khí như vậy mà ta cái này cũng là vì ngươi suy nghĩ dẫn ngươi đi va chạm xã hội mà dịp huyền chỉ là cười cợt lắc đầu một cái không nói cái gì. Tạo ngu chỗ dựa, một mặt ngạo nghễ. Nhưng làm ta trâu bò hỏng rồi. Zipperger. Mà cũng là lúc này, thẩm khinh viên cũng là chạy tới. Dịp tổng, ngài đã tới, ta cho ngài đặt trước bên này số một phòng riêng. Bởi vì số một phòng riêng người đều tiêu phí yêu cầu là 4.200, vì lẽ đó ta gọi món ăn phương diện giá tiền. Này thẩm khinh viên đã sớm nghe được này tạo ngu âm thanh mà lời nói này nhìn như là ở theo Diệp Huyền đang giải thích, nhưng trên thực tế là nói cho tạo ngu loại này ít ngồi đấy giếng đi nghe. Nàng đấy lòng rõ ràng, Diệp Huyền là địa vị gì nhân vật, đối với tạo ngu loại này dung dế nhân vật, hoàn toàn chính là chẳng muốn đi phản ứng. Thế nhưng nàng thân là Diệp Huyền thư ký, tự nhiên không cho phép người khác đi như thế khiêu khích Diệp Huyền. Không có chuyện gì, dẫn đường đi. Diệp Huyền cười nhạt, một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Nương theo lời nói này hạ xuống, thẩm khinh diên gật gù mang theo dịp huyền hướng về phòng riêng đi đến. Mà thời khắc này, tàu ngu nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Tại chỗ hóa đá. Truyện hót tháng 9. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22. Ai, ngươi làm sao cho quỳ A nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tàu ngu da mặt co giật, lúng túng linh hồn không chỗ sắp đặt người đều hơn một ngàn axit phòng ăn. Mang người nhà Diệp Huyền đi mở mang tầm mắt. Thời khắc này, hắn lời nói này, trực tiếp chính là bị trở thành chuyện cười. Dù sao, hiện tại đến tột cùng là ai mang theo ai đi mở tầm mắt, đã là không cần nói cũng biết. Thời khắc này tạo ngu, trực tiếp chính là đi theo Diệp Huyền phía sau, đẩy lòng mang theo vài phần u oán. Này vọng gian các phòng ăn rất lớn. Bên trong trang hoàng thập phần văn phong hoa Mỹ, kiểu pháp đèn treo, kiểu ý phong tình trang sức, trang trí, đưa nó xa hoa bày ra vô cùng nhường nhuyễn. Mỗi căn phòng nhỏ đều hái có cần hay không phong cách, kiểu Trung Quốc phong cách, Syria phong cách, cùng với cổ La Mã kiến trúc phong cách các loại. Chủ ánh đèn sắc hệ chọn dùng tím, màu xanh lam, đem toàn bộ phòng ăn phong cách nhùm đẫm tao nhã, biết điều, xa hoa. Đi vào cảm giác như là đi vào một cái loại cỡ lớn nghệ thuật quán mọi người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên trái vẹo quẹo phải đi tới số một trong phòng sau khi đi vào mọi người nhìn mà than thở một đường tiến vào này phòng riêng ở trong dịp huyền nhìn thực đơn lại điểm vài phần món ăn sau nói rằng ân các ngươi có muốn uống chút hay không cái gì đồ uống vẫn là rượu đỏ nghe lời nói này tào ngu nhưng là lần thứ hai không thành thật lên lúc này chính là ở nơi đó mặt mày hớn hở khoe khoang rượu đỏ. Nói đến đây rượu đỏ, các ngươi nghe qua La Phai sao? Ta và các ngươi nói, quãng thời gian trước nhà ta thúc thúc, vừa vặn từ nước ngoài mang về một bình không chín năm La Phai, giá trị hơn hai vạn La Phai rượu đỏ. Mùi vị đó là thật tốt, uống vào cảm giác cũng là cùng như thế rượu đỏ không giống. Ta và các ngươi nói a, à, uống rượu đỏ nhất định phải uống đỉnh cấp rượu đỏ. Cái kia 82 năm La Phai, đã sớm quá hạn tào ngu ở nơi đó liên miên không ngừng, thao thao bất tuyệt khoe khoang chính mình rượu đỏ tri thức. Mà ở nơi đó thẩm khinh diên, nghe loại này khoe khoang, lông mày cũng là không ngừng nhăn lại. Cho tới tào ngu bên cạnh những bạn học kia, vào lúc này cũng là nhìn tào ngu, có mấy người đáy mắt nhưng là hiện lên thần sắc hâm mộ. Đối với này tào ngu mà nói, có thể nói là đặc biệt được lợi. Nhưng mà, ngay ở tiếng nói vừa dứt, này phòng riêng cửa lớn bị người đẩy ra chỉ thấy này vọng gian các phòng ăn phòng ăn quản lý, dẫn ba tên đẹp để nữ phục vụ viên, nâng một bình rượu đỏ đi vào. Thực sự xin lỗi, quấy rối. Này khách sạn quản lý trên mặt mang theo ấy nấy nói. Sau đó, ánh mắt tìm đến phía Diệp Huyền, đáy mắt tràn đầy cung kính. Ừm. Các ngươi đây là. Nhìn đi tới mấy người này, Diệp Huyền nghi hoặc mở miệng nói. Diệp tiên sinh, rất xin lỗi quấy rối đến ngài, đây là chúng ta lão bản nhường ta đưa cho ngài. Ta thật giống theo lão bản của các ngươi không quen biết chứ? Diệp Huyền Nghi hoặc nhìn bữa ăn này phòng quản lý, đáy lòng tràn đầy mộng bức. Ở trong trí nhớ của hắn, có vẻ như cũng không có cùng này vọng gian các lão bản từng có cái gì giao tình. Diệp tiên sinh, ngài làm sao không quen biết lão bản chúng ta đây? Lão bản chúng ta họ Lâm, nàng nói là ngài hàng xóm nha. Lần này ngài đến chúng ta phòng ăn nàng biết được tin tức này, liền lập tức dặn dò hạ xuống, muốn chúng ta đem chai này 95 năm la roman, con ti rượu đỏ, coi như tạ lễ đưa cho ngài. Nghe lời nói này, Diệp Huyền hoàn toàn tỉnh ngộ. Họ Lâm, là chính mình hàng xóm. Là ở tại chính mình sát vách vị kia phong tình vạn chủng Mỹ thiếu phụ, Lâm Khiết. Nàng A. Tiếp theo, Diệp Huyền liền thu được Lâm Khiết uy chát tin tức. Lâm Khiết, Diệp Huyền tiểu ca ca, cảm ơn ngươi lần trước giúp ta sửa máy vi tính, hy vọng ta đưa cho ngươi rượu đỏ ngươi có thể yêu thích. Tạo hình trái tim, nghĩ đến lúc đó giúp Lâm khiết sửa máy vi tính thời điểm hương diễm tình cảnh, Diệp Huyền yết hầu không khỏi rầm một hồi. Được, bình rượu này ta nhận lấy, lão bản của các ngươi ta sẽ đích thân cảm ơn nàng. Dứt tiếng, tàu ngu thân thể nhất thời chính là một trận rung rẩy. Sau đó thất thanh la lớn. La. 95 năm la Roman, con tia. Mọi người vừa nghe, liên tiếp câu mày, còn bên cạnh Trần Vũ cũng là mở miệng nói. Không phải, tào ngu, ngươi như thế quỷ gào gì? Không phải là một bình rượu đỏ sao? Ngươi như thế kinh ngạc làm gì? Tào ngu thân thể vẫn như cũ run rẩy, sau đó lúc này lớn tiếng hô. Ngươi biết cái gì? Đây chính là 95 năm La Roman, con ti rượu đỏ ngươi biết này rượu đắt cỡ nào à? Nghe lời nói này, Trần Vũ một mặt kinh ngạc. Đắt cỡ nào? Chẳng lẽ so với ngươi nói hai vạn nguyên la phai còn quý? Năm vạn. Tào ngu nhất thời sắc mặt quái lạ, sau đó nói. Cái giá này ngươi có bao nhiêu, ta liền thu bao nhiêu? Ta cho ngươi biết, này 95 năm là Roman Conti, nhưng là sinh ra từ khang đế đặc cấp viên nhưng là La Roman, công ty truyền kỳ tác phẩm. Một năm này quả nho quen, chính, độ có thể nói hoàn mỹ, nhưng sản lượng cực thấp, một năm chỉ sản 3.800 bình. Vì vậy, này 95 năm La Roman, công ty, bây giờ giá cả ở 20 vạn trở lên. Tạo ngu kích động lớn tiếng nói. Dù sao, đây chính là giá cả 20 vạn nguyên lăng bánh, La Roman, công ty đặc cấp viên rượu. So với khí trước mặt này khoản rượu, trước hắn khoe khoang cái gì hai vạn nguyên một bình la phai vậy thì là cặn bã tuy rằng loại này rượu hắn đến nay đều còn chưa thực sự từng gặp nhưng hắn đối với rượu đỏ cực kỳ yêu quý vì lẽ đó hắn ở trên internet hiểu rõ rất nhiều tương quan tri thức cho tới hắn rượu đỏ hiểu rõ phi thường sâu cho tới muốn uống một hớp nằm mơ liền thấy đều chưa từng thấy nào có cái kia thưởng thức cơ hội đừng hỏi tại sao hỏi chính là hắn cấp độ quá thấp. Thời khắc này tào ngu, đối với Diệp Huyền ở đấy lòng hắn chỉ còn dư lại vô biên kính nể. Hắn vừa cũng nghe được nhân gia nói, Diệp Huyền là cái gây dựng sự nghiệp người, hắn hiện tại là hoàn toàn không tin. Dù sao, một cái gây dựng sự nghiệp người có thể cùng này vọng gian các lão bản làm hàng xóm. Còn có thể khiến người ta trực tiếp đưa ra 20 vạn nhất bình đỉnh cấp rượu đỏ. Đùa gì thế đây? Tào ngu nhớ tới Diệp Huyền thực lực khủng bố, hơn nữa chính mình vẫn nói khiêu khích, nếu như Diệp Huyền muốn giết chết chính mình. Cái kia không vài phút sự tình a. À. Tào ngu trực tiếp hai chân mềm nhũng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người mộng bức. Đường nhu. Hướng hân hân. Trần vũ. Diệp Huyền. Uy, ngươi quỳ làm gì, lên tới dùng cơm a. À. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao, truyền siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Lẽ nào hắn không phải ta thân ca? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tào ngu vẻ mặt đưa đám, mạnh mẽ tác mình một cái. Dịp ca, ta sai rồi dịp ca. Kính xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, trước ta nhiều có đắc tội, ta sai rồi dịp ca nhìn bộ này khác nào chó mất chủ giống như tàu ngu, tất cả mọi người tại chỗ đều là chấn kinh rồi. Những người này theo tàu ngu rất quen, chính, tự nhiên rõ ràng tàu ngu nước tiểu tính. Nhưng mà hiện tại, này tàu ngu vẹn vẹn là bởi vì một bình rượu, liền bị dọa đến mau mau phiến chính mình bạc tay xin lỗi chuyện này. vào đúng lúc này, bọn họ coi như có ngốc, cũng là nhất thời phản ứng lại, này dịp huyền thân phận, e sợ cũng không phải như chính hắn nói đơn giản như vậy được rồi dịp huyền nhàn nhạt mở miệng nói lần này ta xem ở biểu muội ta mặt mũi lên liền không so đo với ngươi cái gì thế nhưng lần sau ngươi nhớ kỹ cho ta đừng coi chính mình trong nhà có một chút tiểu tiền liền có thể muốn làm gì thì làm trên thế giới này ngươi không đắc tội được rất nhiều người vân 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 dịp ca ngài giáo huấn chính là ta biết sai rồi Tào ngu gật đầu liên tục, khắp khuôn mặt là cười theo dung, không dám có chút làm trái. Hiện tại tào ngu là thật sợ sệt. Còn bên cạnh mọi người, lúc này cũng là có vẻ đặc biệt câu nệ. Ngồi ở nơi đó vẽ mặt, có vẻ là rất căng thẳng. Được rồi, bình rượu này liền cho mở ra đi. Được rồi dịp tiên sinh. Quản lý gật đầu, trên mặt trước sau đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Theo rượu đỏ mở ra, ở tỉnh qua sau khi, mọi người cũng là bắt đầu rồi nâng chén cùng uống chỉ là lúc này nơi này mọi người nhưng là không có trước loại kia tự nhiên cho tới hướng hơn hơn đáy lòng hiện tại cũng là tràn đầy căng thẳng cùng hiếu kỳ nàng phát hiện chính mình đối với với mình cái này biểu ca hiện tại là càng ngày càng vượt nhìn không thấu chính mình cái này biểu ca đến tột cùng là người nào ca ngươi đến tột cùng ở ngày này biển là làm cái gì a à? hướng hân hân tràn đầy hiếu kỳ nhìn dịp huyền hỏi không phải nói cho ngươi sao làm điểm tài chính phương diện bán lẻ cụ thể nói rồi ngươi cũng không hiểu nương theo dịp huyền câu nói này hạ xuống cửa lớn nhưng là lần thứ hai bị đẩy ra thẩm khinh diên lúc này cũng là đi vào quay về dịp huyền chính là mở miệng nói dịp tổng ngài vừa sắp xếp ta đi làm sự tình ta đã cùng lâm tổng đàm luận được rồi thiên địa ngự uyển ngôi biệt thự kia lấy hai Tám ức nguyên giá cả thành giao. Chỉ là phần này hợp đồng còn cần chữ ký của ngài mới sẽ xảy ra hiệu. Hai 8 ức Khe nằm, chuyện này. Thời khắc này mọi người, hoàn toàn là há hốc mồm. Một tòa biệt thự bán 2. 8 ức Chuyện này. Đây chính là ngươi nói bán lẻ. Thời khắc này, chúng người không có chỗ nào mà không phải là một bộ dạy ra dáng dấp nhìn ở cái kia diệp huyền đáy lòng từ lâu một trận trời đất xoay vần tào ngu tâm tình phức tạp vạn phần một tòa biệt thự hai tám ức nói cách khác diệp huyền bán một căn biệt thự liền kiếm hai tám ức diệp huyền đến tột cùng có bao nhiêu bất động sản a à? chuyện này trong lúc nhất thời tào ngu không biết nên nói cái gì cho tới hướng hân hân càng là một bộ há hốc mồm dáng dấp nhìn mình biểu ca bị chấn động sợ nói không ra lời. Nàng biết chính mình biểu ca đến tột cùng là xuất từ cái gì gia đình. Mà lần này ma đô hành trình, nhưng là nhượng đáy lòng của nàng không khỏi sinh sôi mấy phần hiếu kỳ. Khó. Lẽ nào, hắn không phải ta thân biểu ca, mà là hàng tỷ thần hào con riêng. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì thật là quá tốt rồi. Hướng hân hân lúc này cũng gà đông. Mà mặt khác hai nữ sinh, lúc này nhìn dịp huyền trong ánh mắt ngoại trừ chấn động cùng khó mà tin nổi ở ngoài càng nhiều chính là một loại nóng rực vẻ mặt vị kia xinh đẹp nhất nữ hài đường nhu lúc này nhưng là trêu chọc lại sợi tóc của chính mình sau đó chân thành bưng rượu đỏ chủ động ngồi ở dịp huyền bên người nói hi hi dịp ca vừa thấy được ngươi ta cảm thấy ngươi rất thân thiết đồng thời khí độ bất phàm chén rượu này ta mời ngươi nói này đường nhu chính là một cái đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch theo một ly rượu vào bụng sau khi này đường nhu nhất thời chính là đỡ trán của chính mình sau đó mở miệng nói nha ta thật giống quên ta không thể uống rượu ta tốt choáng a à. bên cạnh mọi người ngươi rất sao còn dám hay không diễn lại giả điểm hướng hân hân càng là ở lại sững sờ lúc này chính là cười lạnh đứng lên chỉ vào đường nhu nói đường nhu. Ngươi có ý gì, ngươi có dám hay không lại giả điểm? Ta bắt ngươi làm bạn thân, ngươi dĩ nhiên muốn làm chị dâu ta. Đường nhu một mặt vô cớ dáng dấp, nói. Hân hân, ta là thật không xong rồi, ngươi liền không thể đem ngươi ca cho ta mượn dựa vào một hồi à. Nói, này đường nhu chính là định hướng về dịp huyền tới gần. Mà dịp huyền nhưng là tránh sang bên, khẽ mỉm cười nói. Ha ha, vậy thì không cần, ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng khách sạn. Nếu ngươi chịu không nổi rượu lực, nhẹ duyên, đem nàng đưa đi vào tử điếm. Trong nháy mắt, đường nhu trực tiếp mộng bức. Sắc mặt nhất thời đỏ lên. Sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, nói. Không. Không có chuyện gì, ta hơi hơi uống ít đồ là tốt rồi. Ân, nếu nếu như vậy, nhẹ duyên, ngươi đi nhường bọn họ đưa điểm nước sôi để nguội lại đây. Diệp Huyền nói nếu nàng không thể uống rượu, vậy thì uống nước sôi để nguội đi, các ngươi không ai không thể uống quán ba. Vẫn có, ta lại thêm điểm. Không. Không có. Trong nháy mắt, mọi người đầu đông đưa theo cái trống bỏi. Nhìn này đường nhu, đáy lòng của mọi người từ lâu nín cười, vui nở hoa rồi. Dù sao, này hoàn toàn chính là đường nhu tự làm tự chịu. Làm bộ một bộ không thể uống rượu dáng vẻ, dự định mê hoặc dịp huyền không được, Trái lại còn khiến cho chỉ có thể uống nước sôi để nguội. Cho tới đường nhu, mặt đều là xanh. Này rất sao, mình làm đều gọi cái gì sự tình A? Đây chính là giá trị 20 vạn khối rượu đỏ. Miệng vừa hạ xuống, cái kia đều là nhỏ mấy ngàn khối A. Kết quả chính mình làm, hiện tại chỉ có thể nhìn bọn họ uống. Cứ như vậy, bốn bỏ năm lên chính mình chính là thiệt thòi một cái ức. Trong lúc nhất thời này đường nhu tâm mơ hồ làm đau. Diệp Huyền cũng là cảm thấy buồn cười. Hắn thấy nhiều nữ nhân, các loại đẳng cấp người phụ nữ đều có. Này đường nhu là thuộc về đẳng cấp đặc biệt thấp loại kia, có điều ngẫm lại cũng là, dù sao nàng chỉ là một cái phổ thông nữ sinh viên đại học, tâm cơ cũng không như vậy sâu. Vì lẽ đó Diệp Huyền cũng là nở nụ cười mà qua. Sau một tiếng, mọi người ăn uống no đủ. Diệp Huyền đám người là uống đủ la roman, con ti rượu đỏ. Thế nhưng cái kia đường nhu, nhưng là uống đủ nước sôi để nguội. Nhìn những người này còn có thể cười được, ngược lại nàng là không cười nổi. Nàng cái này nước mắt ở trong bụng đảo quanh, oan ức A. Sau đó, bởi vì dịp huyền uống rượu duyên cớ, lái xe nhiệm vụ này liền giao cho thẩm khinh viên. Khách sạn cũng là thẩm khinh viên định, ở vào ngoài bãi một nhà tên là bán đảo khách sạn đây là toàn bộ thiên hải quán rượu sang trọng nhất một trong mà thẩm khinh viên cũng là ở đây định ba gian phòng mỗi một một buổi tối giá cả thình lình cũng là đạt đến năm vạn một đêm mấy người này đến bên trong đảo khách sạn thời điểm cũng là bị mạnh mẽ chấn động đến vốn tưởng rằng dịp huyền cho các nàng đặt khách sạn nhiều nhất có điều là những kia cấp năm sao xa hoa khách sạn mà thôi thế nhưng các loại thật đến rồi mới phát hiện mình là thật kiến thức nông cạn này khách sạn ở vào ngoài bãi đồng thời chiếm diện tích khổng lồ phía trước là một chỗ to lớn lâm viên trong đó che kín các loại có tao nhã nghệ thuật khí tức điêu khắc cùng với hai bờ sông suối phun liền vào sâu như vậy đầy đủ tiếp cận một km lộ trình lúc này mới đến khách sạn cửa chính ân ừ, này khách sạn nếu như các ngươi muốn xuất hành có thể trước tiên theo khách sạn trước sân khấu nói rằng trước sân khấu sẽ cho các ngươi chuẩn bị xuất hành xe cộ cũng có thể gọi điện thoại cho ta." Diệp Huyền lạnh nhạt nói. "Được. Tốt. Mọi người đã là bị khiếp sợ ở lại." Sững sờ. Khi thấy chính mình tổng thống căn hộ thời điểm, càng bị chấn động nói không ra lời. Toàn cảnh cửa sổ sát đất, có thể trực tiếp quan sát bên ngoài ngoài bãi số 3 cảnh sắc. Toàn trí tuệ nhân tạo Sman lớp ngữ âm hệ thống, còn có trong phòng suối nước nóng. Năm vạn một ngày a. À trong lòng mọi người kích động càng là làm có chút không biết nên nói như thế nào mà vị kia đẹp để thanh thuần nữ sinh viên đại học đường nhu lúc này cũng là cắn răng nhìn dịp huyền ánh mắt chính là một trận lấp lóe nạn đã quyết định các loại lần này sau khi trở về liền muốn hỏi một chút dịp huyền đến cùng thích dị dạng nữ tính mặc kệ như thế nào cũng đến cưỡi lên dịp huyền này điều lớn thô chân mà ở thẩm khinh viên sắp xếp bên dưới những người này cũng là triệt để trải nghiệm một cái, cái gì gọi là cuộc sống của người có tiền. Cho tới ở dịp huyền đáy lòng, cũng là đối với thẩm khinh viên khá là thỏa mãn. Cái này lương một năm 200 vạn chiêu tư nhân thư ký, không thiệt thòi. Dịp huyền về đến nhà, nhớ tới ngày hôm nay còn không đánh dấu đây. Đánh dấu. Ken. Đánh dấu thành công. Hôm nay đánh dấu khen thưởng. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sau, một đánh giá 4.5 sao, truyền siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Người như thế, Diệp Huyền có thể không quen. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Diệp Huyền về đến nhà, nhớ tới ngày hôm nay còn không đánh dấu đây. Đánh dấu. Ken. Đánh dấu thành công. Hôm nay đánh dấu khen thưởng. Ước Diệu Vật Nghiệp 42% cổ phần, trở thành ước Diệu Vật Nghiệp thứ nhất cổ đông lớn. Diệp Huyền con mắt sáng. Dĩ nhiên là Ức Diệu Vật Nghiệp. Trước chính mình vốn định tồn ít tiền, nửa năm sau trực tiếp thu mua Ức Diệu Vật Nghiệp công ty. Cũng không định đến. Này trực tiếp đến rồi cái Ức Diệu Vật Nghiệp cổ phần của công ty. Chuyện này quả là không muốn quá thoải mái a. À. Phải biết tức diệu vật nghiệp công ty nhưng là toàn quốc số một số hai công ty vật nghiệp, nghiệp vụ càng là khắp toàn quốc các nơi. Toàn quốc các nơi tiểu khu, thương mại kiến trúc, có rất nhiều đều là ức diệu vật nghiệp thay mặt quản lý. Giá thị trường càng là cao tới 410 ức. Như vậy chính mình này 42% cổ phần, chính là 172 ức. Thoải mái. Không nghĩ tới thẩm khinh viên suy đoán, dĩ nhiên trở thành sự thực. Diệp Huyền khẽ mỉm cười lần này, chính mình tài chính phố tiền thuê nghiệp vụ, toàn do công ty của chính mình nhận thầu. Chuyện này quả thật lợi ích sử dụng tốt nhất a. À? Lúc này, ước diệu vật nghiệp công ty. Trần Võ cũng nhận được này điều tin tức nặng ký. Nhất thời chấn kinh rồi. Ta sát. Đời mới cổ đông lớn dĩ nhiên là dịp tiên sinh. Hắn dĩ nhiên hoa hơn 100 triệu, trực tiếp thu mua chúng ta ước diệu vật nghiệp 42% cổ phần. Phải biết, Cổ phần này thu mua cũng phải cần vốn lưu động. Có thể lập tức lấy ra 170 ức tiền mặt, toàn quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù đối phương là Diệp Huyền, hắn cũng vẫn thập phần khiếp sợ. Lúc này gọi điện thoại cho Diệp Huyền. Điện thoại chuyển được. Trần Võ khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp tiên sinh, ngài dĩ nhiên thu mua công ty chúng ta ức diệu vật nghiệp. Đúng đấy, ngược lại cũng không bao nhiêu tiền, thuận lợi liền thu rồi. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. T. Trần Võ đang sai giờ điểm thế giới quan đều vỡ. Hơn 100 ức. Ngài dĩ nhiên nói cũng không bao nhiêu tiền. Còn thuận lợi liền thu rồi. Ngươi quả thực hào vô nhân tính a. Làm sao, ngươi còn có chuyện khác sao? Ta hiện tại rất bận. Diệp Huyền một bộ rất bận dáng dấp. Nhà nhà, Diệp tiên sinh ngươi công vụ bề bộn trăm công nghìn việc. Trần Võ nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến Diệp Huyền bên kia truyền đến trò chơi âm hiệu, cùng với làm người phấn khởi nữ âm. Tập hợp chuẩn bị đoàn chiến. Khởi xướng tiến công. Diệp Huyền. Trần Võ. a à, ha ha, Diệp Tiên sinh ngài thật khổ nhàn kết hợp, hung đúc tình cảm a à. Bỉ nhân trước tiên không quấy rầy, Diệp Tổng ngày mai tiệc rượu thấy, tiệc rượu thấy. Thức thời cúp điện thoại. Trần Võ không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Người có tiền sinh hoạt, chính là như thế giản dị tự nhiên sao? Ngày kế Ban ngày liền do thẩm khinh viên mang theo biểu mụi hướng hân hân, đường nhu, Trần Vũ một nhóm người, chơi đùa thiên hải thị. Đến buổi tối Thẩm khinh viên, dịp huyền mặt khác có sắp xếp. Bởi vì ngày hôm nay Thẩm khinh viên cần cùng đi dịp huyền đi tham gia tiệc rượu. 6 giờ rưỡi tối Diệp Huyền mở ra vô xoa ẩn pha tông, đi vào tiếp thẩm khinh diên. Theo Diệp Huyền vô xoa ẩn pha tông đứng ở ven đường thời điểm, hắn cũng là nhìn thấy đứng cửa thẩm khinh diên. Lúc này thẩm khinh diên, rõ ràng là hoàn toàn biến dạng. Thân mặc một bộ màu đen muộn lễ váy, trên cổ mang một cái màu bạc kim cương dây chuyền. Trên cổ tay, sách một khoảng hơm bao. Lại phối hợp lên thẩm khinh diên trang điểm nhạc, thời khắc này thẩm khinh diên có thể nói là trực tiếp hóa thành một phong cảnh dây cũng là hiện tại dịp huyền xe cộ chậm rãi đứng ở thẩm khinh viên trước mặt Đồng đưa xuống xe cửa sổ dịp huyền liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ quay về ở nơi đó thẩm khinh viên nói lên xe thẩm khinh viên mỉm cười nở nụ cười sau đó chân thành đi tới kéo cửa ra ngồi lên đối với này mọi người vây xem không có chỗ nào mà không phải là một trận vô cùng đau đớn nghiến răng nghiến lợi Ta sát. Như thế đẹp để nữ thần, dĩ nhiên lên một chiếc vô soạn. Có lầm hay không a? À? Rau cải trắng bị heo cho ủi, ta chua a, à. sau khi lên xe, Diệp Huyền cũng là không ngừng đánh giá Thẩm Khinh diên. Thẩm Khinh diên cũng là lộ ra mấy phần nụ cười, quay về Diệp Huyền nói rằng: "Như thế nào, Diệp tổng, không biết ta dán dấp kia có hay không có thể lấy ra được. Có thể a à ngươi ngày hôm nay này khí trạng đi tới trong tiệc rượu?" chẳng phải là muốn trở thành toàn trường nhất chú ý tiêu điểm dịp huyền cười cợt nghe vậy thẩm khinh viên che miệng nở nụ cười dịp tổng ngài quá khen rồi rất nhanh vô xoa ẩn lái vào tài chính phố đến bungary cửa khách sạn trên xe cởi đai an toàn thẩm khinh viên đột nhiên lại sốt sáng nói dịp tổng ta có chút tay ma nàng dù sao cũng là lần thứ nhất trải qua loại này trường hợp chớ sốt sắng tin tưởng ta ngươi rất đẹp ta rất đẹp đúng tuyệt đối thuấn sát hết thảy nữ nhân phóc dịp tổng ngươi thật đùa này thẩm khinh viên cười khúc khích nguyên bản căng thẳng không còn sót lại chút gì đón lấy hít sâu một hơi nhỏ giọng nói ngươi nhất định phải nhanh lên một chút lại đây nha được rồi mau đi đi mở cửa xe thẩm khinh viên cũng là đứng dậy xuống xe nàng vừa ra tới người chung quanh trong nháy mắt phát sinh một tràng thốt lên âm thanh hoa wow, mỹ nữ a à? đây là đâu cái nhà giàu thiên kim sao chưa từng thấy a à, sau đó tiệc rượu cũng không thấy nàng từng xuất hiện đây là lần thứ nhất chứ nhanh đuổi tới tìm cơ hội nhận thức một hồi theo đi vào cao ốc sau khi thẩm khinh viên phía sau lập tức cùng lên đến một đám sói ngồi ở trong xe nhìn một hồi dịp huyền thần sắc bình tĩnh mãi đến tận thẩm khinh viên thân ảnh biến mất ở trong đại sảnh, Diệp Huyền lúc này mới bắt đầu đổ xe. Bungary khách sạn xung quanh có rất nhiều chỗ đổ xe, nhưng lúc này đã dừng đầy các loại siêu xe. Lamborghini, Ferrari, McLaren, không thiếu gì cả. Diệp Huyền tìm một vòng, rốt cuộc tìm được một cái chỗ trống, liền đem dừng xe tiến vào. Mới vừa vừa xuống xe, chuẩn bị lúc trời đi. Đột nhiên một chiếc Ben đại dê lái tới ngăn cản Diệp Huyền. Một cái âu phục dày da, kiêu căng khó thuần nam tử, khí thế hùng hổ từ trên xe bước xuống. Hắn lấy xuống kính râm, trừng mắt dựng thẳng, chỉ vào Diệp Huyền trách mắng. Tiểu tử, ngươi chiếm ta bãi đầu xe. Vội vàng đem ngươi phá xe cho ta dịch đi. Có ý gì, ta trước tiên cướp được bãi đầu xe, dựa vào cái gì muốn dịch đi. Diệp Huyền khẽ cau mày. Dựa vào cái gì? chỉ bằng ta là Hồng Phi Dương. Âu Phục Nam một mặt lãnh ngạo, dùng ngón cái chỉ mình. Này Bungary khách sạn chính là dùng nhà ta bảo an thế lực, ngươi nói xe này vị đúng không ta? Ngươi là dùng tiền mua? Diệp Huyền cười hỏi. Ha ha, ta còn dùng dùng tiền mua. Ngươi một cái mở phá vô xoa ẩn, cũng xứng đầu ở chỗ này. Hồng Phi Dương cười lạnh, nộ chỉ vào Diệp Huyền nói. Ta cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian ngươi lập tức cho ta đem lái xe đi, không phải vậy ta gọi người đem ngươi phá vô xoa ẩn bị đập phá. Lúc này, một bên nhìn thấy bên này đồng tỉnh bốn cái bảo an, dồn dập chạy tới. Nhìn thấy Hồng Phi Dương chính là một trận cúi đầu không lưng. Một người dáng dấp vẻ mặt gian dảo bảo an nói rằng. Hồng thiếu gia, làm sao a, à, ngài phát lớn như vậy hỏa. Hừ, tiểu tử này chiếm ta bãi đậu xe, còn không đi. Hồng Phi Dương chống eo, pha trò nhìn dịp huyền, bá đạo nói. Tiểu tử, một câu nói, bãi đậu xe có nhường hay không? Ta nếu như nói không đây. Dịp huyền cười lạnh nói. Người như thế, hắn có thể không quen. Xe này vị lại không phải nhà ngươi, ai đi tới chính là ai. Dựa vào cái gì cho nhường bãi đậu xe? Húng hồ. Toàn bộ tài chính phố điền sản đều là ta. Ta yêu đậu ở chỗ này, liền đậu ở chỗ này. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, truyền siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 Thứ hỗn trướng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ha ha, tốt, rất tốt, một cái mở phá vô xoa ẩn cũng dám như thế cuồng. Ta muốn cho ngươi biết, đắc tội ta là kết cục gì hồng phi dương trong mắt tránh ra một tia nham hiểm đối với bên cạnh bảo an nói rằng tiểu ngũ cho ta đem hắn đánh quỳ xuống hướng về ta dập đầu nhận sai được hồng thiếu gia liền xem ta đi được kêu là tiểu ngũ bảo an cười lạnh làm nóng người tay then chốt vang lên kèn kẹt đột nhiên hắn động vẻ mặt biến đổi quay về dịp huyền chính là một quyền vung ra mọi người ở đây đều cho rằng diệp huyền sẽ bị một quyền đánh sập thời diệp huyền thân thể chật một bên tách ra cú đấm này này đều là được lợi từ hắn hiện tại hoàng mỹ thể chất này hoàng mỹ thể chất không chỉ có nhường bắp thịt của hắn cường độ tăng lên không ít càng làm cho hắn phản ứng thần kinh tốc độ khác hẳn với người thường mấy lần thảo rất nương không đánh trúng các ngươi cho ta cùng tiến lên theo hồng phi dương một tiếng hạ xuống ở nơi đó mấy người dồn dập hướng bên này vọt tới nhìn những người này dịp huyền hít sâu một hơi biểu hiện chăm chú lạnh lùng tả hữu xê dịch nhiều lần nhảy ngang nắm lấy một cái không chặn chính là một cước đá ra âm 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 trong nháy mắt này bốn tên cao lớn thô kệch bảo an dịp huyền hầu như là một cước một cái dồn dập liền cho đạp bay thảo tên kia gọi tiểu ngũ bảo an giật cả mình lúc này từ sau thắt lưng của chính mình móc ra một cái vung côn quay về dịp huyền chính là một gậy mạnh mẽ đập tới dịp huyền ánh mắt lấp lóe sau đó trong miệng hừ lạnh bỗng nhiên đem thủ đoạn cổ tay nắm lấy sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem này tiểu ngũ xương tay nắm chính là cọt kẹt vang vọng tiểu ngũ bị đau trong tay vung côn rơi xuống rơi vào dịp huyền trong tay sau đó trở tay lập tức trút ra hầu như là trong nháy mắt liền rơi vào tiểu ngũ trên đầu hắn bị đánh vỡ đầu chảy máu bò ở trên mặt đất mà diệp huyền cũng là thuận lợi đem vung cung ném ra hoạt động lại gân cốt cảm giác thân thể nhiệt lên động thủ với ta các ngươi còn thật sự có lá gan a à? diệp huyền nhìn nằm trên mặt đất gào gào thét lên bốn cái bảo an trên mặt mang theo vài phần cười lạnh mà ở nơi đó hồng phi dương hiện tại đã là mộng bức này tiểu ngủ là dưới tay hắn bảo an bên trong một người lợi hại nhất, cũng là hắn thiếp thân tay chân. Trong ngày thường, đánh nằm chính là không vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, lại bị một người cho đánh đổ. Chuyện này. Cái tên này rốt cuộc là ai? Đô thị binh vương. Nghĩ tới đây, Hồng Phi Dương hai chân rung lẫy bẫy, đúng quần càng là ướt nhẹp. Sợ vải tè rồi. Diệp Huyền lạnh lùng mở miệng nói. Cho các ngươi ba phút, nhường cha của ngươi, cút ngay lập tức đến trước mặt của ta đến. Nếu không thì, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm lạnh như băng vang vọng, Hồng Phi Dương cũng lại vênh váo không đứng lên, lúc này chính là nhảy ra di động. Khóc lóc bấm chính mình phụ thân điện thoại. Sau đó, đem sự tình nói rồi một trận. Nhất thời, đầu bên kia điện thoại nguyên bản chính đang tiệc rượu ở trong, cùng người trò chuyện với nhau thật vui hồng quang, nhất thời lên cơn giận dữ chợt chính là vô cùng lo lắng, hướng về bên ngoài chạy đi. Mà cũng là giờ khác này, không ít người cũng là chú ý tới sắc mặt âm trầm hồng quang, đẩy lòng mang theo hiếu kỳ, đồng dạng hướng ra phía ngoài đuổi tới. Một mặt khác, Diệp Huyền tùy ý ngồi ở xe nắp capo lên. Ở sau lưng của hắn, mấy cái bò lên bảo an, lẫn nhau nâng. Dồn dập không dám động. Hồng Phi Dương sắc mặt khó coi, nhìn chầm chầm Diệp Huyền nói rằng. Tiểu tử, ngươi chờ ta các loại phụ thân ta đến rồi hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi mà dịp huyền đối với tất cả những thứ này nhưng là một bộ mắt điếc tai ngơ dáng dấp vẻ mặt hờ hững nhìn dáng vẻ ấy dịp huyền hồng phi dương trên mặt tái nhợt một mảnh cái tên này có điều là cái mở ra phá vô xoa ẩn thôi mà chính mình nhưng là tiệp long bảo an công tử ca hắn dựa vào cái gì đến hiện tại còn có thể duy trì như vậy bình tĩnh trong khoảng thời gian ngắn hồng phi dương khuôn mặt vặn vẹo nói rằng ta đang nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy sao lúc này dịp huyền cuối cùng cũng coi như là phủi một chút hồng phi dương ngươi rất yêu thích nói nhảm chớp mắt này hồng phi dương là bị tức đến một trận nhe răng nhếch miệng giống như điên cuồng ngươi biết lão tử là ai sao như thế đối với ta ngươi có tin hay không chờ ta nhà lão già đến rồi có thể đem ngươi cho hủy đi Diệp Huyền vẫn là sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng. Thật sao? Đơn giản hai chữ, lại làm cho này Hồng Phi Dương giống như một đấm đánh vào cây bông lên, trong nháy mắt toàn bộ nhục chí. Mà cũng là vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập, cũng là ở phía xa vang lên. Này Tiệp Long Bảo An hiện nay chủ tịch, cũng chính là Hồng Phi Dương phụ thân, Hồng Quang rốt cục tới rồi. Nhìn tới rồi Hồng Quang, Hồng Phi Dương chỉ vào ngồi ở chỗ đó Diệp Huyền, nhất thời lớn tiếng bắt đầu khóc nói. Phụ thân. Chính là hắn. Chính là cái này mở vô xoa ẩn nghèo bức. Nghe lời nói này, Hồng Quang nhất thời nổi giận. Vô liêm sĩ. Ngươi chỉ là một cái mở vô xoa ẩn, càng dám như thế bắt nạt ta Hồng Gia. Thật sự coi ta Hồng Gia là cái quả Hồng Nhũng, có thể tùy ý bắt bí sao. Mà ở này Hồng Quang phía sau mọi người, nhìn thấy dịp huyền phía sau chiếc xe kia, nhất thời đấy lòng bắt đầu nghi ngờ không thôi. Một cái mở vô soa ẩn nghèo bức, là dám đắc tội này tiệp Long Bảo An Tập đoàn. Này tiệp Long Bảo An Tập đoàn Chủ tịch Hồng Quang, ở Thiên Hải cũng cũng coi như là nhân vật có tiếng tâm. Nhưng này chỉ là một cái mở vô soa ẩn, là dám động này Hồng Quang con trai bảo bối. Cái tên này, đến tột cùng nơi nào đến sức lực. Ha ha, vị này chính là Hồng Tổng chứ. Ở đối với ta vấn tội trước, không bằng cố gắng hỏi một chút, ngươi này con trai bảo bối đều đã làm những gì. Ở bên ngoài hung hăng càng quấy, không hề đạo đức tu dưỡng, ra tay với ta. Nếu, con trai của ngươi chính ngươi không dạy, như vậy ta không ngại thế ngươi giáo dục bọn họ một, hai. Diệp huyền ngữ khí lạnh lùng. Nương theo cái cuối cùng chữ hạ xuống, hồng quang, nhất thời sắc mặt lạnh lùng. Coi như con trai của ta làm hỏng việc, vậy làm sao đi giáo dục hắn, vậy cũng là ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi một người ngoại đến giáo dục. Ngươi đáng là gì à? Hôm nay ngươi nếu không cho Hồng mổ một cái giải thích, như vậy ngươi hôm nay liền đừng Hồng bình yên vô sự đi ra nơi này. Trong giọng nói mang theo sâu sắc uy hiếp, dịp huyền không khỏi chính là lắc lắc đầu. Sau đó chính là thở dài một tiếng, cũng không quay đầu lại tiếp tục nói. Vốn tưởng rằng ngươi này thân vì phụ thân, là có thể minh mạnh chút lý lẽ, kết quả không nghĩ tới, ngươi cũng là như thế hoành hành bá đạo như vậy cũng là chẳng trách, có thể giáo dục đi ra, dáng dấp như vậy nhi tử, vẫn đúng là chính là cùng với phụ tất có con. Nương theo câu nói này hạ xuống. Trong nháy mắt, hồng quang, trong nháy mắt khuôn mặt dữ tợn. Thứ hỗn trướng. Ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đến A. Hồng Quang vung tay lên, bên người lập tức tụ tập mười mấy cái bảo an, mỗi người đều là đại hán vạm vỡ. Tối ông ông một mảnh đem Diệp Huyền bao quanh vây nhốt. Mọi người cả người chấn động, nội tâm hoảng hốt. Thầm kêu, lần này này Diệp Huyền muốn thảm. Đang lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát bảo ngưng lại. Dừng tay cho ta. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, dĩ nhiên là ức diệu vật nghiệp tổng giám đốc, Trần Võ. Hồng Quang lập tức ngừng tay, cao mày. Hắn đúng là không nghĩ tới, này Trần Võ lại sẽ đến. Dù sao, này toàn bộ tài chính phố kinh doanh bên trong, cái nào dám không cho hắn trần võ mấy phần mặt mũi. Liền ngay cả hắn tiệt long bảo an công ty, cũng là dựa vào ức diệu vật nghiệp, mới có thể ở tài chính phố dừng bước theo. Hồng Quang lúc này một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng về trần võ nghênh đi, nói. Trần Tổng, nơi này chính là tiểu hài tử trong lúc đó đùa giỡn, làm sao sẽ đem ngài còn, trả, cho kinh động. Trần Võ liếc mắt nhìn hiện trường, sau đó lại nhìn một chút ngồi ở chỗ đó, nhẹ như mây gió Diệp Huyền, sắc mặt từ từ âm trầm. Chợt, hắn đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, một mực cung kính mở miệng nói. Lão bản. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, truyền siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Dịp tổng là cái số năm nhân. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trên sân, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người, đều là chấn kinh rồi. Sau đó, nhìn ở nơi đó hồng gia phụ tử vẽ mặt, cũng là dồn dập quái lạ lên. Vừa, này hồng quan còn để người ta đi không ra cái này bãi đậu xe. Còn muốn nhân gia cho ngươi lời giải thích. Ngươi xứng sao? Sau đó, chính là nhìn chồng chọc vào dịp huyền, cùng với dịp huyền biển số xe đồng thời cũng là âm thầm quyết định sau khi trở về nhất định phải cảnh cáo chính mình tiểu tử mở ra này chiếc vô xoa ẩn pha tông người tuyệt đối không thể trêu chọc mà lúc này hồng quang hiện tại thân thể càng là một trận run rẩy nhìn con trai của chính mình sắc mặt là một trận biến ảo dần dần sắc mặt tái nhợt ctm là ai nói này rất sao là cái mở phá vô xoa ẩn hồng quang lúc này liền chạy đến dịp huyền trước mặt trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười nói rằng ha ha hiểu lầm này đều là hiểu lầm a à, dịp huyền miệt cười một tiếng sau đó nhếch miệng lên mở miệng nói người cái này gọi là đến mười mấy người cũng là ở nói đùa ta ngạch hồng quan sắc mặt đen lúng túng cực kỳ hắn biết lần này mình chỉ sợ là muốn xuất huyết nhiều sau đó chính là nói rằng tiên sinh lần này xác thực là cái hiểu lầm. Ngài xem, nếu không hai ngày nữa ta bày xuống một bàn yến hội, hướng tiên sinh ngài bồi tội. Bồi tội. Diệp huyền cúi thấp xuống mi mắt, tiếp theo sau đó nói. Vậy thì không cần, Trần Võ, ta nhớ tới này tiệp Long bảo an công ty cùng công ty chúng ta có hợp tác chứ. Đúng. Trần Võ gật gù, sau đó liếc mắt nhìn này hồng quang. Trong con ngươi mang theo vài phần thương hại cùng đồng tình. Ngươi nói một chút ngươi, đắc tội ai không được, một mực phải đắc tội người tôn chủ này con. Sau một khắc, Trần Võ Chính là mở miệng nói rằng. Dịp tiên sinh, tiệp Long bảo an công ty là chúng ta ức dịu vật nghiệp hợp tác bảo an công ty một trong, thiên hải thì thậm chí toàn quốc, đều là cùng bọn họ có hợp tác. Dịp huyền gật gù, sau đó khoát tay một cái nói. Lập tức thủ tiêu ức diệu cùng tiệp Long bảo an công ty hết thảy hợp tác. Cái gì? Dịp tiên sinh, chuyện này. Ta đã. Hồng quang trên trán, mồ hôi quét quét lưu lạc. Ha ha, hồng lão bản, ngươi hôm nay biểu hiện, e sợ không phù hợp cùng ta ước diệu công ty hợp tác tiêu chuẩn A. Thủ tiêu hợp tác, lẽ nào ngươi có dị nghị không? Vừa nghe lời này, hồng quang trong nháy mắt. Cảm giác sấm sét giữa trời quang. Ước diệu vật nghiệp là hắn công ty dựa vào phía sau núi. Toàn quốc có vô số đếm không hết nghiệp vụ đều là do ức diệu vật nghiệp phân phối. Nói trắng ra, bọn họ tiệp Long Bảo An chính là ức diệu vật nghiệp nuôi một con chó. Chủ nhân đáng thương ngươi mới cho hắn điểm xương ăn. Không có chỗ dựa, hắn chỉ có thể ăn cứt. Hồng Quang nhất thời cảm giác trời đều sụp. Môi đều ở phát. Hát, âm thanh run nói rằng. "Không. Không dám." Nếu như ngươi phải đi pháp luật con đường, ta tiếp tới cùng trần võ còn lại liền giao cho ngươi diệp huyền lạnh lùng nói xong rời đi nơi đây ở nơi đó một đám các lão bản cũng là dồn dập quay chung quanh ở diệp huyền quanh người trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười hồng quang dại ra đứng ở nơi đó nhìn trần võ vẻ mặt đưa đám nói trần tổng trần tổng hai chúng ta cũng là nhiều năm giao tình ngài xem ngài có thể hay không lúc này trần võ bày ra một bộ giải quyết việc chung mặt nói. Hồng Quang A, à, này lợi không thể nói lung tung, ta cùng ngươi trong lúc đó có thể không cái gì giao tình. Lão bản chúng ta lên tiếng, ngươi liền mau chóng nhường ngươi bảo an thế lực, rút đi ta ức diệu vật nghiệp hết thảy quản giáo phạm vi. Ta sẽ liên hệ cái khác bảo an công ty trú vào. Nếu như ngươi không hợp tác, chúng ta cũng chỉ tạm biệt pháp luật con đường. Lần này, Hồng Quang trên mặt nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn. Trần Võ. Đối với này, này Trần Võ có thể không coi là chuyện to tác. Tuy nói chó cuốn lên cắn người, nhưng Trần Võ có thể không có chút nào sợ. Toàn bộ ức diệu vật nghiệp thế lực trải rộng toàn quốc, lão bản Diệp Huyền càng là tài chính phố kẻ nắm giữ, thế lực sau lưng càng là khó có thể tưởng tượng. Hắn sẽ sợ một cái nho nhỏ bảo an công ty. Buông cười. Sau đó, Trần Võ cười lạnh rời đi. Mà Hồng Quang, nhưng là ngơ ngác đứng tại chỗ phía sau hồng phi dương càng là đã co quắp trên mặt đất ai có thể nghĩ tới một cái bất ngờ sai lầm dĩ nhiên dẫn đến như vậy khổ rồi kết cục nước tiểu quần hồng phi dương nhưng là nhìn một chút phụ thân bóng lưng run rẩy nói ba ngươi cái quái gì vậy ngươi là cha ta ngươi là ta tổ tông ta rất nương năm đó liền nên đem ngươi bắn ở trên tường thảo Hồng Quang triệt để nổi giận, trở tay chính là một cái bàn tay vỗ tới. Đúng. Hồng Phi Dương trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiếp theo, Hồng Quang thừa thắng truy kích, quay về con trai của chính mình, nhất thời chính là một trận đấm đá. Thời khắc này, ở này trên bãi đổ xe, truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một mặt khác, này Bungary khách sạn ở trong, tiệc rượu không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Duy nhất không giống chính là, mới vừa tiến vào dịp huyền, trực tiếp chính là bị trở thành tiêu điểm. Cho tới bên cạnh thẩm khinh viên, tuy rằng cũng là vạn phần chú ý. Thế nhưng so với dịp huyền, còn hơi kém hơn một đoạn dài. Ở nhận một đám lão tổng liên tiếp chút rượu bên dưới, dịp huyền cũng là dần dần trở nên chóng mặt. Cuối cùng cũng là chỉ có thể ở thẩm khinh viên nâng bên dưới, sớm rời sân. Đem dịp huyền nâng sau khi lên xe. Thẩm khinh viên có chút bất đắc dĩ cười khổ này dịp tổng là thật không thể uống có điều là mấy chén rượu mà thôi liền bị trực tiếp trút ngã dịp huyền cũng buồn bực a à, rõ ràng có hoàng mỹ thể chất còn là tử lượng không tốt này không hợp lý có điều ngược lại cũng đúng là may là vì để tránh cho tình huống như thế thẩm khinh viên là có mang giấy phép lái xe đồng thời chỉ là uống nước trái cây nếu không thì ngày hôm nay phỏng chừng hai người đoán chừng phải ở khách sạn lên xe thẩm khinh viên đối với dịp huyền mở miệng nói dịp tổng ngài chìa khóa dẫn theo sao? Ừm. dịp huyền mơ mơ màng màng bên dưới móc túi ra chìa khóa biệt thự tay không nắm chặt liền rơi xuống trên xe thẩm khinh viên không nhịn được cười một tiếng nhổ nước bọt một câu ngươi nha sẽ không uống liền uống ít điểm mà rất nhanh thẩm khinh viên liền mở ra vô xoa ẩn, trở lại thiên địa ngự uyển thẩm khinh viên đỡ dịp huyền trở lại biệt thự phát hiện chỉnh trong biệt thự có vẻ là ngổn ngang không thể tả vừa nhìn chính là thiếu người quét tước và chỉnh lý mà một đường trúng gió dịp huyền rượu cũng là tỉnh không ít lúc này cũng là ngất ngất ngay ngay nằm ở trên ghế salon, lông đồng thời mở miệng nói rằng tiểu thẩm ngươi chiếc chìa khóa để lên bàn là được ta ta trước tiên ngủ dịp huyền ngữ khí mệt mỏi nói sau khi xong trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Đúng là thẩm khinh viên, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, lông mày từ từ nhăn lại. Trước tiên đem dịp huyền lộ ra sofa chân, chuyển đi tới. Ai nha? Chết nặng chết nặng. Sau đó, nàng nhìn ngỗ ngang phòng khách, chống eo, thở dài một hồi. Đấy lòng cũng là không khỏi cười khổ. Ta đến cùng nhận lời mời chính là cái gì chức vụ A, đến cùng là tư nhân thư ký, vẫn là tư nhân sinh hoạt trợ lý A. À? Nếu không phải xem ở phát tăng ca trợ giúp mức, ta mới không làm những này đây. Trong miệng lầm bầm, thẩm khinh viên ở nơi đó quét tước. Nhìn này bàn trà dơ, không có nữ nhân đàn ông các ngươi sao được à. Y, tất thối, tốt thối, nhà bếp cũng bẩn thiểu. Được rồi, trước tiên từ phòng bếp bắt đầu, làm việc. Nửa đêm, Diệp Huyền từ trên ghế salon, mơ mơ màng màng bò lên vừa mở mắt bỗng nhiên nhìn thấy đối diện trên ghế salon nằm nghiêng một người nhất thời đem dịp huyền sợ đến tóc gáy dựng lên suýt chút nữa gọi ra là thẩm khinh viên dụi dụi con mắt đến gần nhìn kỹ hai mắt hô vẫn đúng là chính là thẩm khinh viên nha đầu này dịp huyền không khỏi cười cợt sau đó lại là nhìn chung quanh một vòng bốn phía nhất thời ở trong ánh mắt né qua một vệt dị dạng vẻ mặt xoay người nhìn ngủ đến gắt gao thẳm khinh viên, trong lòng có loại dòng nước ấm chảy qua. Nhiều năm như vậy, trừ mẹ ở ngoài, nhà đầu này vẫn là cái thứ nhất, cho mình thu thập gian phòng người. Nhất thời, Diệp Huyền đúng là cảm thấy có mấy phần ấm áp. Ngồi xổm ở sofa bên, nhìn kỹ này thẩm khinh viên khuôn mặt. Diệp Huyền không nhìn được đâm đâm. Cô gái nhỏ này, thanh xuân tràn trệ, đầy mặt collagen lòng trắng trứng, đúng là cái đẹp để tiểu nữ sinh thở dài một hơi, Diệp Huyền uống một chút nước, đứng dậy trở về phòng, cầm một cái đệm lông cho nàng xây ở trên người, lúc này mới trở về nhà tiếp tục ngủ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, truyền siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Đây mới là chủ món ăn sao? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio một đêm thời gian, rất nhanh sẽ qua. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Huyền lúc này mới một lần nữa mở mắt ra. Lúc này, Thẩm khinh Duyên dĩ nhiên không gặp. Đi rồi à. Đấy lòng nỉ non một câu, Diệp Huyền đầu tiên là đem ngày hôm qua đánh dấu cho bù ký rồi. Hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công. Còn lại đánh dấu số lần một, thu được. Và chờ rồn côn xăng tin đế nhạc đồ đằng đồng hồ trước mặt đã phân phát đến hệ thống không gian, có hay không lập tức lĩnh. Theo hệ thống âm thanh hạ xuống. Diệp Huyền nhìn hai bên một chút, bốn bề vắng lặng. Liền lựa chọn lĩnh. Một đạo hào quang màu xanh lam nhạt tránh ra, một cái thập phần tinh xảo hộp gỗ, rơi vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền mở ra xem, bên trong nhưng là bày ra một con hoa lý hồ tiếu đồng hồ. Này rất sao thứ đồ gì? Nhìn khối này đồng hồ, Diệp huyền đáy lòng buồn bực. Này bên ngoài thường thường không có gì lạ. Hát kim hệ phối màu, và cá sấu dây đồng hồ, cũng không nạm kim cương, có thể đáng giá mấy đồng tiền A. À? Bất kể là muốn bắt nó đến xem thời gian vẫn là xem ngày, đều là thập phần không tiện. Dùng di động không thơm sao. Chịu phục. Trong miệng nhổ nước bọt một câu, dịp huyền cũng là đem tiện tay còn đang một bên trên bàn, không lại quản nó. Sau đó, trực tiếp tiến vào trong suốt mài các phòng tắm mở ra từng đám đầu cho mình hướng về phía tắm ào ào dòng nước âm thanh không ngừng vang lên bởi vì trong nhà không ai dịp huyền cũng lười mặt cái gì trực tiếp trần như nhộng đi ra phòng tắm dịp huyền tâm tình không tệ trong miệng huyết sáo chậm rãi đi tới chuẩn bị trở về gian phòng nắm khăn tắm nhưng mà vừa lúc đó nguyên bản cửa lớn đóng chặt nhưng trong lúc bất chợt bị người cho mở ra Diệp Huyền trong lòng thất kinh, vội vã quay đầu nhìn tới. Trong nháy mắt, chính là cùng trong tay nhất theo bữa sáng thẩm khinh viên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí. Đột nhiên yên tĩnh. À. Sau một khắc, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Khe nằm. Diệp Huyền hai con mắt phóng to, trong miệng vội vã hô to một tiếng. Sau đó cấp tốc chay như bay đến phòng ngủ. Hoành một tiếng đóng cửa lại. Đồng thời, cũng là trái tim rầm rầm nhảy. Giời ạ, à, quá rất sao kích thích. Ở phòng khách, thẩm khinh viên cũng là khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Nàng buổi sáng rất sớm lên chuẩn bị cho dịp huyền chuẩn bị điểm tâm. Kết quả ai biết, dịp huyền trong nhà cái gì ăn đều không có. Đối với này, nàng cũng là chỉ có thể đi ra ngoài, cho dịp huyền mua điểm tâm đi tới. Kết quả, chính là nhìn thấy như thế kích thích một màn. Có điều, dịp tổng vóc người, đã vậy còn quá hoàn mỹ a. À. Thẩm khinh viên trong miệng lẩm bẩm một câu, hồi ức vừa nãy nhìn thấy một màn, không khỏi mặt đỏ tim đập. Chờ chút thẩm khinh viên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Dịp tổng nhưng là ông chủ của ngươi ai? Vỗ vỗ chính mình cái kia nóng bỏng gò má, thẩm khinh viên khiến cho chính mình gắn giữ tỉnh táo. Mà cũng là vào lúc này, nàng cũng là cầm trong tay túi mua sắm đặt ở phòng khách lên. Đồng thời, cũng nhìn thấy tùy ý ném ở nơi đó đồng hồ đeo tay. Khi thấy khối này biểu, đồng hồ, trong phút chốc, thẩm khinh duyên nhất thời phát sinh một trận tiếng thét chói tai. Làm sao? Diệp Huyền dùng khăn tắm đem thân thể chính mình bao lấy, vội vã chạy ra gian phòng, đẩy lòng tràn đầy căng thẳng. Kết quả nhìn thấy thẩm khinh duyên chính cầm đồng hồ đeo tay kia, vẻ mặt hưng phấn. Lá! dịp tổng chiếc đồng hồ đeo tay này thẩm khinh viên sắc mặt đỏ chót cả người có thể nói là hưng phấn không thôi hả là bằng hữu đưa làm sao rất đáng giá sao dịp huyền hơi nhướng mày nhàn nhạt hỏi theo câu nói này hạ xuống thẩm khinh viên khiếp sợ lớn tiếng mở miệng nói chiếc đồng hồ đeo tay này không phải có đáng tiền hay không vấn đề a à? nó nhưng là Vacheron Constantin Led Cabinotti lậu các thợ thủ công cao phức tạp công nghệ chế tác một khoản, để ngạc đồ đằng. Là kế Vacheron Constantin, Long Chi ấn ký, sau khi, lại một viên chú ý siêu cao phức tạp công năng cùng tinh xảo công nghệ cô phẩm đồng hồ. Này khoản đồng hồ hiện nay càng là giá trị 2.000 vạn. Có thể nói, này khoản đồng hồ đúng là hàng tỷ phú ông câu lạc bộ vé vào sân. Thẩm khinh diên ngữ khí thập phần kích động, mà đứng ở bên cạnh Diệp Huyền nhưng là một mặt mộng bức. Hai nghìn vạn, cái giá này thật giống, có chút khủng bố a. À? A, à, thật không tiện, Diệp tổng. Vừa lúc đó, Thẩm khinh Viên bỗng nhiên phát đáp lại lại đây, liền vội vàng đem chiếc đồng hồ đeo tay này đưa cho Diệp Huyền. Ta thất thố, là ta không nên tùy ý động ngài đồ vật. Hả, không có chuyện gì. Tiếp nhận đồng hồ đeo tay tùy ý còn đang trên ghế salon bên cạnh. Ngược lại cũng không phải cái gì món đồ quý trọng. Nhìn dịp huyền dáng vẻ ấy, thẩm khinh viên khóe mắt một trận co rúng. Đây chính là giá trị 2.000 vạn đỉnh cấp đồng hồ A. Càng là Vacheron Constantin sản xuất siêu cấp cô phẩm. Toàn cầu số lượng hạn chế đem bán 10 viên. Có tiền còn chưa chắc chắn có thể mua được. Như thế phú hào, càng là bắt được một viên, đều là đến mau mau cung lên, đeo đều, đều không nở lòng bỏ đeo, đem ra làm truyền gia bảo dùng. Kết quả chính mình lão bản ngược lại tốt, liền như thế cho tiện tay còn đang trên ghế salon, cũng không sợ cho mẹ đến đụng tới. Vào đúng lúc này, thẩm khinh duyên chỉ cảm giác mình tam quan, có chút đổ nát. Sau 10 phút, Diệp Huyền một lần nữa đi ra. Lúc này Diệp Huyền đã đổi một thân khá là nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Sau đó, hai người cùng nhau ăn xong điểm tâm, thẩm khinh viên mới trở lại chính mình cái kia gian nhà một bên làm việc một bên đợi mệnh mà dịp huyền lúc này mới bắt đầu ngày hôm nay đánh dấu hệ thống đánh dấu chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu được thanh thủy di viên tiểu khu dịp huyền kinh ngạc đến ngay người này rất sao là có ý gì chẳng lẽ nói phía trước là vacheron constantin đồng hồ là món ăn khai vị đây mới là chủ món ăn sao. Khá lắm. Trực tiếp đến một cái tiểu khu. Lại muốn gạt ta đi thu tiền thuê sao? Không thể. Đời này là không thể thu tiền thuê. Đang lúc này, một cú điện thoại trực tiếp đánh tới. Ngài tốt, chúng ta bên này là thanh thủy di viên tiểu khu bán lầu bộ, xin hỏi ngài là dịp tiên sinh sao? Nghe lời nói này, dịp huyền cũng là vì đó ngẩn ra. Sau đó mở miệng nói đúng, ta là. Được rồi, dịp tiên sinh ngài tốt, ngài mua bất động sản hiện tại giấy chứng nhận bất động sản đã hạ xuống. Bán phòng quản lý cung kính nói. Dịp tiên sinh ngài xem, ngài lúc nào thuận tiện, có thể lại đây làm cái nghiệm thu. Nghe lời nói này dịp huyền, lúc này chính là mở miệng nói. Hả, ta ngày hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, một sẽ tới đi. Được rồi dịp tiên sinh, xin đợi ngài quan lâm. Nói xong, các loại dịp huyền cúp điện thoại, đối phương mới dám treo. Tiếp theo, đối phương còn tri kỷ phát ra một cái tin tức, chính là bên kia địa chỉ. Nhìn cái tin tức này, dịp huyền gật gù. Sau đó chính là bấm thẩm khinh viên điện thoại. Lão bản. Thẩm khinh viên âm thanh âm vang lên. Dịp huyền. Hiện tại ra ngoài, mở vô xoa ẩn đến cửa tiếp ta. Được. Bên kia truyền đến thẩm khinh viên hưng phấn giống như âm thanh. Rất nhanh, Diệp Huyền lên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi trên. Nhàn nhạc phân phó nói. Đi một chuyến thanh thủy di viên. Được rồi Diệp Tổng. Thẩm khinh Viên gật gù, sau đó lại là hỏi. Diệp Tổng, ngài là ở thanh thủy di viên có bất động sản sao? Thanh thủy di viên nàng vẫn là biết đến, đây là thiên hải một chỗ xa hoa tiểu khu. Đồng thời nằm ở thiên hải phồn hoa nhất khu vực, cùng với một chỗ hàng đầu cao trung phụ cận. Hơn nữa mỗi mét mét vuông càng là đạt đến khủng bố 10 vạn nguyên. Ân, ừ, coi như thế đi. Diệp Huyền gật gật đầu nói. Ở này thanh thủy di viên bên trong ta có mấy bộ bất động sản. Rất nhanh, hai người này đến thanh thủy di viên bán lầu bộ. Diệp Huyền cùng thẩm khinh viên hai người cùng nhau xuống xe. Bấm cái kia bán lầu bộ quản lý điện thoại, này bán lầu bộ quản lý, cũng là vội vã đuổi đến bên ngoài. Dịp tiên sinh, ngài tốt ngài tốt, ta chính là trước cùng ngài trò chuyện vị kinh lý kia, ta gọi Trương Minh. Nghe Trương Minh, Diệp Huyền cũng là cười nhạt một tiếng, nói. Trương tiên sinh ngài tốt. Trương Minh đáy lòng khá là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, bàn dưới cả một thanh thủy di viên tiểu khu nghiệp chủ, dĩ nhiên là như thế một người trẻ tuổi. Ha ha, Diệp tiên sinh cũng thật là tuổi trẻ tài cao, xin mời vào ừm ba người cùng nhau đi tới này quản lý văn phòng lúc này ở phòng làm việc này trên mặt đất đầy đủ một trăm bó màu đỏ bất động sản bản chất đầy nửa cái văn phòng đặt tại nơi đó trương minh quản lý trực tiếp nói dịp tiên sinh nơi này đều là ngài giấy chứng nhận bất động sản cả một thanh thủy di viên tiểu khu một nghìn nhà đều là ở đây hết thảy phòng ốc cũng đều là dựa theo yêu cầu của ngài làm bao gồm sửa sang, đây là ngài hết thảy phòng ốc chìa khóa. Ân, ừ, không sai. Nhìn này một ngàn bản bất động sản bản, Diệp Huyền bình tĩnh gật đầu. Quản lý tiếp tục nói. Ngài lúc đó mua thời điểm, nơi này còn chỉ là một chỗ bì, hiện đang tiến hành khai phá, kiến trúc giá cả một đường tăng vọt. Hiện tại kiến trúc tổng giá trị đã đạt đến 120 ức nguyên. Theo lời nói này hạ xuống, Diệp Huyền đáy lòng cũng là vì đó kinh ngạc. 120 ức. Bất động sản là thật lãi kết xu. Này tiểu khu đất, lúc đó mua thời điểm phỏng chừng liền mấy ngàn vạn. Hiện tại trực tiếp đến 120 ức. Tiền này đến, là thật thoải mái a. À. Thẩm Khinh Viên ở một bên cũng là triệt để há hốc mồm. Hắn hiện tại cũng là đại khái hiểu, Diệp Huyền tại sao muốn chính mình đem này chiếc vô xoa ẩn pha tông ra? cũng không phải là bảo là muốn tiến hành cái gì thương vụ đàm phán, mà là bởi vì cái kia một chiếc siêu xe, chuyển không đi nhiều như vậy giấy chứng nhận bất động sản. Đang hồi tưởng trước chính mình yêu cầu cái kia vấn đề, Thẩm Khinh Viên khóe miệng mạnh mẽ chính là co quắp một trận. Có một bộ bất động sản. Không, nhân gia trực tiếp nắm giữ cả một tiểu khu. Đây chính là người có tiền thao tác sao? Yêu yêu. Thẩm Khinh Viên đáy lòng yên lặng nhổ nước bọt một câu mà lúc này, ở nơi đó quản lý trương minh, đáy lòng cũng là cảm thấy rất chấn động. Dù sao, giá trị 120 ức bất động sản. Này nếu là phân tán ở rất nhiều người trên người, có thể vẫn sẽ không có vẻ cỡ nào khiến người ta chấn động. Thế nhưng, nếu là toàn bộ tập trung ở trên người một người. Nói thật, này vẫn là trương minh hành nghề qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy. Truyện hot tháng 9 áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Dịp tiên sinh quả thực hào phá thiên tế. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sau đó, hai người làm ra một phen giao tiếp sau khi, Dịp Huyền đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ngươi giúp ta đề cử một gian nhà đi, ta hữu dụng. Tấm này minh một trận suy tư, liền mở miệng nói. Dịp tiên sinh, ngài là cần vào ở chứ. Ta đề cử e căng tầng cao nhất, đó là một cái 480 mét vuông nhà lớn, lấy ánh sáng cực kỳ tốt, đông noãn hạ lương, còn tự mang chiều sâu cách âm, căn bản không nghe được phụ cận một điểm âm thanh. Đồng thời này một gian trang trí, cũng là toàn bộ tiểu khu ở trong sang trọng nhất một gian. Cái gọi là nhà lớn, nói trắng ra chính là một cả tầng chỉ có một nhà. Nghe lời nói này, Diệp Huyền gật gù. Vậy thì bộ này phải không, làm nhà kho dùng, đem ta giấy chứng nhận bất động sản toàn bộ bỏ vào phu phu. Trương Minh lão đảo một cái trực tiếp ngã chổng vó. Khe nằm. Người có tiền này, chính là Hào A. Một cái 480 mét vuông nhà lớn, dĩ nhiên làm nhà kho dùng. Dùng để gửi phòng bản. Chuyện này quả thật, Hào vô nhân tính. Cố gắng, mọi người cùng nhau hỗ trợ, đem dịp tiên sinh những này giấy chứng nhận bất động sản chuyển tới e căn nhà lớn đi. Trương Minh phân phó, thủ hạ lập tức hành chuyển động sau đó hắn lại hỏi. Diệp tiên sinh, ta muốn mạo muội hỏi một câu, ngài nhiều như vậy gian nhà, ngài là dự định cho thuê vẫn là một lần bán tháo. Bán đi. Diệp huyền lạnh nhạt nói. Ngược lại giữ lại cũng không có tác dụng gì. Dù sao, hiện tại hắn nắm giữ một cái tài chính phố, tài chính phố bên kia đã có hai nơi khu dân cư chính đang cho thuê, này một cái tiểu khu nếu như tái xuất thuê, ý nghĩa không lớn. Chẳng bằng bán chút tiền lẻ, đến thời điểm làm một món làm ăn lớn trương minh con mắt sáng lên hưng phấn nói vậy thì thật là quá tốt rồi cái nhà này là học khu phòng hiện tại có thể nói là thập phần hừng hực mỗi ngày có không ít người dồn dập điện báo nói muốn mua nếu như ngài lựa chọn bán ra chúng ta bán trong phòng tâm là có thể bận việc lên ngài là không biết gần nhất phòng nguyên căng thẳng chúng ta đều sắp thất nghiệp cảm ơn dịp tiên sinh Trương Minh kích động cầm chặt dịp huyền tay. Dịp huyền khẽ gật đầu. ừ, cái kia chuyện này liền giao cho các ngươi, chuyện còn lại, các ngươi cùng ta thư ký kết nối là được. Trong nháy mắt, Trương Minh nụ cười đều nhanh nhất đến lỗ tai rễ. Bài trừ rơi dịp huyền muốn cái kia một bộ, còn còn lại 999 căn hộ nguyên. Vẫn là thuộc về độc nhất phòng nguyên. Này toàn bộ bán ra đi ra ngoài bán trong phòng tâm tiêu thụ viên quả thực có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Mà thân là quản lý trương minh ở tiêu thụ trung tâm trích phần trăm, cũng là có thể lấy họa tiễn trên tốc độ thăng. Này nháy mắt, trương minh đáy lòng có thể nói là hưng phấn cực kỳ. Cho tới dịp huyền, nhưng là đem tất cả những thứ này giao cho thẩm khinh viên đi phụ trách. Chính mình dự định đi tiểu khu e căn nhà lớn nhìn. Lái xe tiến vào vào nhà để xe dưới hầm, phòng bản do 10 cái năm tiêu thụ viên vận chuyển đến e căn tầng cao nhất nhà lớn, chạy hai chuyến. Bọn họ thở hồng hộc, vừa nhìn liền thận hư. Đến, cực khổ rồi. Diệp Huyền phát ra chút ít phí sau khi, mọi người đắc ý trở lại. Hắn lúc này mới bắt đầu quan sát chính mình lưu lại căn nhà này. Tầng này là trực tiếp thang máy vào nhà, đồng thời sau khi vào cửa, đập vào mi mắt chính là tiếp cận 80 hòa to lớn phòng khách đồng thời ở này ngoài phòng khách kéo dài tới ban công tầm nhìn càng trống trải. Đứng ở đây trên ban công, gần như là có thể mang thiên hải giang đông tân khu cho thu ở đáy mắt. Hí! Này đem ra thả phòng bản thật giống có chút lãng phí A. À. Trong miệng hút vào hơi lạnh, Diệp Huyền trong mắt mang theo ngơ ngác. Không hổ là 480 hòa căn phòng lớn, bên trong hết thảy trang trí đều là cao cấp nhất, tràn ngập nồng đậm thương vụ gió. Lúc rảnh rỗi có thể đứng chỗ cao, quan sát vạn vật. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không giống biệt thự như vậy, đổ xe thuận tiện, hoàn cảnh thản nhiên, trong nhà còn thuận tiện nuôi động vật nhỏ, thậm chí hoa viên, mặt cỏ. Các loại có tiền, liền mua tòa tiếp theo Vương phủ, đến thời điểm đổi thành xa hoa biệt thự. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trong miệng nỉ non. Chạng vạn, Diệp Huyền nhớ tới ngày hôm nay Thẩm Khinh Viên nói nhà mình, món gì a, à, hoa quả a. À cái gì tồn kho đều không có dịp huyền cảm thấy cũng vậy vì lẽ đó hắn quyết định mở ra pagani Huayra, ra đi dạo phố mua đồ tuy rằng hiện tại có tiền nhưng có một số việc vẫn là yêu thích kinh nghiệm bản thân thân vì là trải nghiệm nhân sinh thật tốt a à? rất nhanh dịp huyền đi tới thương trường ở trong đồ uống đồ ăn vặt hoa quả thịt rau dưa các loại một bộ đồ vật hạ xuống hoa tám nghìn khối đại dương trong tay mang theo túi mua sắm diệp huyền chính là hướng về bên ngoài đi đến sau đó cũng ngay vào lúc này một đạo thanh âm kinh ngạc ở diệp huyền phía sau vang lên hả diệp huyền nghe lời nói này diệp huyền quay đầu lại liếc mắt nhìn là chính mình bạn học thời đại học mã tư triết này mã tư triết ở lúc đi học cùng diệp huyền trong lúc đó quan hệ cũng là như thế mà cái tên này làm người ngược lại không tệ Khuyết điểm duy nhất chính là khá là yêu thích chém gió. Mã tư triết. Dịp huyền đáy mắt cũng là sẽ qua mấy phần ngạc nhiên, nhìn trước mắt mã tư triết. Thật là đúng dịp A. À? Ân, yêu, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật A, à? trong nhà người đến. Mã tư triết cũng là nói chuyện phím. Dịp huyền. Cái kia ngược lại không là, gần nhất mới vừa chuyển nhà, làm sao, ngươi cũng ở tại nơi này phụ cận. Ân gần nhất mới vừa ở ngày này biển mua căn hộ ngươi cũng biết mà mã tư triết ngữ khí có chút bất đắc dĩ ta mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn nhà gái trong nhà lại thúc giục gấp dịp huyền cái kia xem ra hai chúng ta ở tương đối gần a ngươi là cái nào tiểu khu này còn có thể là cái nào tiểu khu khải hưng tiểu khu từ trong nhà cầm ít tiền thanh toán cái trả trước khoác tay áo một cái mã tư triết đầy mặt bất đắc dĩ nói chỉ là ở lời nói này ở trong cũng là mang theo điểm ngạo nghễ dù sao mới vừa tốt nghiệp không bao lâu liền có thể ở thiên hải mua nhà cưới vợ này ở rất nhiều người trong mắt đã xem như là nhân sĩ thành công hả cái kia tiểu tử ngươi có thể a à? dịp huyền vỗ vỗ mã tư triết vai hai người lúc này cũng đã đi đến bên ngoài dịp huyền khẽ mỉm cười lại hỏi vừa vặn hai chúng ta nhà cách đến rất gần, có muốn hay không ta mang ngươi một tầng. Mã Tư Triết cũng là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ngươi mua xe. Ân, tùy tiện mua chiếc. Diệp Huyền không phủ nhận. Cái này ngược lại cũng đúng tốt, tỉnh, tiết kiệm, ta chen giao thông công cộng. Sau đó, này Mã Tư Triết nhìn lướt qua này bãi đậu xe. Trong bãi đổ xe hiện tại đúng là không bao nhiêu xe mà Mã Tư Triết cũng là chú ý tới đầu ở chỗ này một chiếc 30 vạn Ben nói. Ta đi, tiểu tử ngươi có thể a à, đều mở lên Ben da. Cho tới ở đối diện chiếc kia Pagani Huayra, này Mã Tư Triết nhưng là theo bản năng cho bài trừ rơi mất. Dù sao Diệp Huyền ở đại học thời điểm, chính là biểu lộ ra trong nhà không tiền gì. Bởi vậy, dưới cái nhìn của hắn, này chiếc Pagani Huayra không thể là Diệp Huyền loại này mới vừa tốt nghiệp có thể mua được. Cũng là lúc này, Diệp Huyền móc ra chìa khóa xe nhấn lại. Tích đích, trong nháy mắt, Pagani Huayra đèn xe, sáng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, truyền siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Bất kể nói thế nào, sinh hoạt vẫn phải là qua. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tỉnh không gì sánh kịp tỉnh. Xe này. Mã tư triết chấn động, lăn lăng yết hầu, chỉ vào cái kia Pagani Huayra, thất thanh hô. Làm sao? Lên xe. Diệp huyền tiện tay mở ra âu dịch cửa xe, đem vật cầm trong tay hướng về cốc sau ném một cái, liền ngồi lên chỗ tài xế ngồi. Còn bên cạnh mã tư triết, lúc này nhưng là sắc mặt ngơ ngác. Này Diệp huyền. Hiện tại lại lăn lộn tốt như vậy không phải nói nhà hắn không có gì tiền, chính là cái gia đình bình thường sao? Này rất sao là gia đình bình thường có thể mở lên xe? Vẫn là nói, hắn nói cái kia gia đình bình thường là mở ngỗng tràn vị kia mã ba ba trong miệng gia đình bình thường. Khiếp sợ. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Thời khắc này, mã tư triết chỉ cảm giác mình tam quan, đều bị đánh nát một chỗ. Nhìn dịp huyền ánh mắt, thời khắc này cũng là trở nên đặc biệt quái lạ. Sau đó, vẫn là yên lặng ngồi lên xe. Huynh đệ, ngươi lời nói thật nói cho ta, nhà ngươi đúng là gia đình bình thường. Đúng vậy, chính là cái gia đình bình thường mà thôi. Diệp Huyền gật gật đầu, đem xe đổ ra. Bởi vì đây là Pagani Huayra vấn đề, vì lẽ đó hắn đổ xe bốn phía, đều không người nào dám đổ xe. Một đường lái xe, Diệp Huyền thẳng đến Khải Hưng tiểu khu mà đi cho tới này Mã Tư Triết dọc theo đường đi nhưng là hoàn toàn không muốn nói chuyện. Nhưng ta lẳng lặng. Nếu như nói, nguyên bản hắn đối với chỉ có thể ở ngày này biển mới vừa tốt nghiệp chính là mua nhà cưới lão bà, vẫn có mấy phần cảm giác ưu việt. Thế nhưng hiện tại, đối mặt dịp huyền chiếc xe này, cảm giác ưu việt. a à, đã sớm không còn sót lại chút gì. Dù sao, tình huống như thế có thể có cái rắm cảm giác ưu việt. Rất nhanh, Diệp huyền cũng là đến khải hương cửa, nơi này khoảng cách tại chính phố cũng là 2 km tả hữu khoảng cách. Đến. Ha ha, cảm ơn A. À. Mã tư triết gật đầu, cười cợt. Dịp huyền. Sau đó thường tụ tập A. À. Ha ha, tốt. Mã tư triết lúng túng cười cợt, liền dự định rời đi. Mà cũng là lúc này, một chiếc đen nặng vô xoa ẩn pha tông vội vội vàng vàng lái tới. Xe thắng gấp từ trên xe bước xuống một cái OL trang, thương vụ tinh anh gió Mỹ nữ chân dài. Thẩm khinh Diên. Nàng vội và chạy dịp huyền trước mặt. Dịp tiên sinh. Ân, nhẹ duyên, có chuyện gì không? Dịp huyền xuống xe, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thẩm khinh duyên. Thẩm khinh Viên thở một hơi, giải thích. Là như vậy dịp tiên sinh, vừa ta gọi điện thoại tìm ngài, phát hiện ngươi không người tiếp nghe nhưng trùng hợp nhìn thấy ngài Pagani Huayra đi ngang qua, liền đúng lúc theo tới. Diệp Huyền Hả, chuyện gì? Thẩm khinh viên trật tự rõ ràng giảng giải nói. Diệp Tiên Sinh, ta cùng Thanh Thủy Di Viên bán trong phòng tâm triệu quản lý mới vừa đàm luận được rồi, vốn là muốn tối nay nhường ngại ký phần này trao quyền hợp đồng. Nhưng không nghĩ tới bên kia nhà bốc lửa như vậy quý hiếm, một dự bán thì có trăm tên khách hàng tràn vào, mười mấy cái khách hàng trực tiếp bắt đầu tuyển nhà tranh mua. Hơn nữa bọn họ rất điên cuồng, trực tiếp chuyển khoản đặt hàng. Ta thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho bán trong phòng tâm đem tiền chuyển tới ngài cho ta tấm này cạt ngân hàng lên. Hiện tại trong thẻ đã có một ước 4.800 vạn, là 10 bộ phòng phòng khoản. Dịp tiên sinh, đây là ngài trao quyền hợp đồng. Thẩm khinh viên cung kính đưa ra hợp đồng dịp Huyền cũng có chút bất ngờ a à. vốn là là muốn cho thẩm khinh viên xử lý tốt chuyện bên kia các loại tối về chính mình lại ký trao quyền hợp đồng cũng không định đến cái nhà này như vậy quý hiếm khách hàng đã không kịp đợi ngẫm lại cũng là loại này mới vừa mở bán kiến trúc trước tiên tranh mua thì có ưu tiên lựa chọn kỹ càng kiểu nhà quyền lợi người có tiền đương nhiên không thiếu tiền cướp được tốt kiểu nhà chính là kiếm được lại như câu nói kia nói ngươi còn ở quan sát người khác cũng đã bắt đầu kiếm tiền được rồi tấm này cạc ngân hàng coi như làm cùng bên kia hợp tác tài khoản đi dịp huyền tiếp nhận hợp đồng cùng cạc ngân hàng quét mắt hợp đồng xác nhận không có sai sót liền nắm bút loạch xoạch ký xuống tên của chính mình sau đó sẽ đem hợp đồng đưa cho thẩm khinh viên quay lại ta lại cho ngươi một tấm ngươi chuyên môn cạc ngân hàng Diệp huyền liền đem tấm chi phiếu kia thẻ thu hồi dù sao tấm này cạc ngân hàng sau này là phải làm đối nghịch công tài khoản sử dụng muốn nộp thuế cùng với cho bán trong phòng tâm bên kia nâng nước đương nhiên phải gửi ở phía bên mình đương nhiên cái trương mục này thẩm khinh diên cũng là có thể đi vào bởi vì sau khi kết nối nghiệp vụ cũng là muốn do nàng đến phụ trách ân cái kia dịp tiên sinh ta đi về trước thẩm khinh diên mỉm cười gật gù đối với dịp huyền sắp xếp nàng không có bất kỳ dị nghị gì dù sao giải quyết việc chung nàng cũng là nghiêm túc vì là dịp huyền làm việc huống hồ dịp huyền nào có bạc đãi qua nàng thẩm khinh viên mở ra vô xoa ẩn pha tông lại trở lại đúng là bên cạnh mã tư triết đã triệt để há hốc mồm há to miệng đứng ở nơi đó vẻ mặt dại ra dịp huyền ngươi lăng lăng yết hầu mã tư triết chính là thất thanh hô lẽ nào cái kia một tòa thanh thủy di viên đều là ngươi đối với này diệp huyền thật không tiện sờ sờ mũi nói ân gần như chính là như vậy đi ha ha ta đi trước a à. theo dứt tiếng diệp huyền lên xe sau đó chính là cấp tốc chạy cách lúc này mã tư triết đứng tại chỗ ở trong gió ngổn ngang gia đình bình thường ha ha nếu như đây là gia đình bình thường như vậy hắn tính là gì cái này gia đình bình thường liền cái quái gì vậy thái quá trong khoảng thời gian ngắn này mã tư triết đáy lòng là vạn phần phức tạp dù sao thời khắc này hắn là thật bị dịp huyền cho mạnh mẽ đã kích ta phu chứng khoán trong miệng tức giận mắng một câu sau khi mã tư triết thu rồi tâm tư chán chường đi về nhà nhất thời cảm giác chính mình cho vay mua khải hưng tiểu khu nhà không thơm có điều bất kể nói thế nào sinh hoạt vẫn phải là qua. Chỉ là, người này so với người khác, tức chết người. Diệp Huyền tiện đường, làm trương cạc ngân hàng, đem 500 vạn tồn vào bên trong. Về đến nhà bên trong, nhìn một bàn nguyên liệu nấu ăn. Choáng váng. Chính mình trù nghệ cũng không làm sao à, nếu không các loại thẩm khinh duyên trở về, làm cho nàng cho mình làm cơm đi. Diệp Huyền cầm điện thoại di động lên, côn thẩm khinh duyên trở về nhưng thẩm khinh viên khả năng còn muốn bận biểu, đến 7 điểm mới trở về. Diệp Huyền liền một bên xem tivi, một bên các loại. Rất nhanh, thẩm khinh viên trở về. Nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế salon gặm ruột hung khói xem tivi Diệp Huyền, không khỏi cười. Xì xì lẽ nào Diệp tiên sinh, một mực chờ đợi ta trở về nấu cơm cho hắn. Tuy rằng nàng ngày hôm nay vẫn chạy trước chạy sau, có chút mệt nhọc. Nhưng không biết tại sao, thấy cảnh này, nàng dĩ nhiên có loại về nhà giống như ảo giác. Thật giống một cái trường phu, chính đang đợi mình thê tử, trở về cho mình làm cơm như thế. Thẩm khinh Diên không khỏi mặt đỏ lên, đem bao đặt ở trên ghế salon. Dịp tiên sinh, ruột hung khói loại này thực phẩm, ngài vẫn là ăn ít, đối với thân thể không tốt. Dịp huyền dừng lại, yên lặng đem ruột hung khói thả xuống. Thẩm khinh Diên tự hồ ý thức được tự mình nói sai rồi cái gì, vội vã lại bù đắp một câu. Xin lỗi dịp tiên sinh, ta không nên can thiệp ngài quá nhiều, ta vậy thì cho ngài làm cơm. Nói nàng liền cầm lấy nguyên liệu nấu ăn, hướng về nhà bếp đi đến. Dịp huyền. Tâm tình phức tạp. Nhưng. Nữ nhân này còn rất tốt. Truyện hot tháng 9. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30. Dịp huyền, ngươi xem ta còn có cơ hội không? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thẩm khinh Diên ở nhà bếp xào món ăn. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, luôn cảm giác. Chính mình phần này tư nhân thư ký công tác. Có điểm không đúng. Làm sao đều cảm giác biến thành hiện nội trợ. Bỗng nhiên, nàng một cái thất thần, trong nồi cách cách một tiếng. Nàng tay bị dầu tóe đến, kêu lên một tiếng sợ hãi. Ai nha, Diệp Huyền vội và đuổi tiếng vào, nhìn thấy thẩm khinh viên chính đang khoanh tay, một bộ thống khổ dáng dấp. Hắn lúc này nắm lấy thẩm khinh viên tay, kéo nàng đến vòi nước sông lên một hồi. Đau không? Có muốn hay không ta lấy cho ngươi điểm bị phỏng cao? Thẩm khinh viên cuối phía dưới, mắt cỡ đỏ mặt không có đáp lại. Diệp huyền đi ra ngoài lật một chút, tìm tới một cái bị phỏng cao, cầm về, cầm lấy thẩm khinh viên tay. Cho nàng xoa. Ngươi a, à, cẩn thận một chút, đúng không ngày hôm nay quá mệt mỏi. Diệp Huyền nhìn thẩm khinh viên, hắn cũng cảm giác mình là cái bất lương lão bản. Rõ ràng nhân gia đã rất cực khổ rồi, còn muốn nhân gia cho mình làm cơm. Ngẫm lại, thật giống có chút quá mức. Thẩm khinh viên đúng là cảm giác trong lòng ngọt xì xì, so với ăn mật còn ngọt, khuôn mặt đỏ lên liền vội vàng nói. Không phải rồi, mới vừa vừa thất thần. Nói nàng đẩy dịp huyền. Người mau trở về đi thôi, ta lập tức liền làm tốt, một hồi gọi ngươi ăn cơm, hả, được rồi. Diệp Huyền gật gù, trở lại phòng khách. Một lát sau, nhà bếp xếp đầy phong phú bữa tối. Một bàn món ăn, đều là thẩm khinh viên làm. Diệp Huyền cấp lên đến nếm thử một miếng, mùi vị xác thực cũng không tệ lắm. Ngươi trù nghệ rất tốt mà. Hắn thuận miệng khen một câu. Thẩm khinh viên nở nụ cười xinh đẹp. Cũng còn tốt, trước đây học đại học thời điểm có học được một điểm trù nghệ khóa dịp huyền đâm chiêu gật gù rất nhanh cơm ăn xong dịp huyền đem mới làm cạc ngân hàng đưa cho thẩm khinh viên trong thẻ này có 500 vạn dùng cho ngươi công tác hàng ngày tiêu dùng không đủ lại tìm ta nắm ân ừ, cảm ơn dịp tiên sinh thẩm khinh viên lễ phép tiếp nhận cạc ngân hàng để ở một bên sau đó dịp huyền chủ động bắt đầu thu thập ăn còn lại khay muốn tìm điểm chuyện làm thẩm khinh viên con mắt trận to lập tức ngăn lại nói dịp tiên sinh ngươi bày đặt ta đến là tốt rồi nàng trực tiếp đem dịp huyền chuẩn bị kiếm sống đoạt lại nàng nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy dịp huyền trong phòng lung ta lung tung còn có cái kia khắc sâu ấn tượng tất thối vừa nhìn dịp huyền thì sẽ không làm gì việc nhà nếu như đem nhà bếp sự tình giao cho dịp huyền vậy khẳng định sẽ loạn lên thêm phiền loạn thấu. Tuyệt đối không được. Hừ. Nhà bếp. Là ta thẩm khinh viên cuối cùng tôn nghiêm. Diệp huyền xem thẩm khinh viên như thế chăm chỉ, không khỏi cười khổ. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, nghĩ thầm, vẫn là trở về phòng chơi di động đi. Diệp huyền trở lại gian phòng, tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường. Quét lên di động. Lúc này, hắn phát hiện mình mở ra tin tức miễn quấy rối hồi lâu bạn học thời đại học quần dĩ nhiên là nổ tung trời tốt nghiệp trước hay là còn sẽ có người ở group bạn học bên trong thông báo chút tin tức cái gì thế nhưng ở tốt nghiệp sau khi nơi này nhưng là bị trở thành một cái trong đám bạn học lẫn nhau khoe khoang trại tập trung các loại tin tức không ngừng tràn ngập ở bên trong cái gì ngày hôm nay ai mua xe ngày mai ai mua nhà nói chung chính là đầy trời trang bức Thế nhưng ngày hôm nay, này quần nhưng là dị thường náo nhiệt, cũng mà còn có người chính mình. Lẽ nào, là có chuyện gì? Đấy lòng mang theo nghi hoặc, Diệp Huyền mở ra này chim cánh cục quần. Dù sao mình vừa vặn cũng không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng liền tiến vào quần nhìn. Mới vừa vào quần, Diệp Huyền liền leo lầu bọ đến trên cao nhất. Vừa bắt đầu, mọi người trò chuyện cũng đều là bình thường nói chuyện phím mãi đến tận này mã tư triết xuất hiện lão mã nghe nói ngươi ở thiên hải mua nhà a à? ta đi lão mã ngươi xa hoa a à? tiểu tử ngươi lần này có thể nhất định phải mời khách a à? chính là a à? lúc này mới mới vừa tốt nghiệp liền có thể ở thiên hải mua nhà ngươi này không mời khách là thật không còn gì để nói a à? phỏng chừng ban chúng ta hiện tại lăn lộn tốt nhất cũng chính là lão mã chứ mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn không nói hiện tại còn ở thiên hải mua nhà. Chặt chặt, đây là thỏa thỏa nhân sinh bên thắng A. Mã tư triết. Cười khổ, cười khổ, được rồi, các ngươi cũng đừng bẩn thiểu ta. Cái gì ta lăn lộn tốt nhất, ta này theo dịp ca so ra tính là gì A. À? Lúc này, hòa phong cũng là bắt đầu thay đổi, trực tiếp chính là cho kéo tới dịp huyền trên người. Hả? Dịp ca? Ngươi nói sẽ không là dịp huyền chứ? thật giống rất lâu chưa thấy cái này ép chứ diệp huyền không phải lão mã ngươi nói diệp huyền lăn lộn tốt nhất đùa dẫn đi cái tên này trong nhà không phải nghề nông sao hơn nữa ta nghe nói quãng thời gian trước hắn còn bị công ty khai trừ rồi đây mã tư triết nghề nông khai trừ các ngươi vẫn đúng là tin a à, ta nói thiệt cho các ngươi biết ta ngày hôm nay đụng tới hắn cái tên này mở chính là siêu xe Hình ảnh theo câu nói này hạ xuống, trong đám yên tĩnh 5 phút đồng hồ. Sau đó, nhất thời liền sôi sùng sục. Này chiếc siêu xe ta vừa nãy tìm lại là Pagani Huayra. Giá trị một cái ước định cấp siêu xe. Ta đi. Giả chứ? Diệp Huyền mở siêu xe. Ha ha, Mã Tư Triết, ngươi vài món thức ăn a, à, uống tới như vậy. Nhìn lời nói này Mã Tư Triết, một trận cười khổ. Ta cũng hy vọng là giả, nhưng hiện thực đem ta sống sờ sờ cho đánh nát. Gần nhất Thiên Hải mở bàn Thanh Thủy Di viên đều biết đi là Diệp Huyền. Ta tận mắt thư ký của hắn, nhưng hắn ký kết trao quyền thỏa thuận. Vừa mới bắt đầu dự bán, liền bán ra 10 bộ phòng. Cái kia nho nhỏ trong thẻ, xếp vào một 48 cái ức a, à, khái niệm gì? Mã Tư Triết nói những câu nói này thời điểm, cả người đều kích động. Thời khắc này, toàn bộ gờ rút lần thứ hai rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Mà sau một khắc, cũng là ầm ầm vỡ tổ. Khe nằm. Không phải, đùa giỡn đây. Lão mã, người trước đây yêu thích chém gió thì thôi. Làm sao hiện tại còn thổi bay dịp huyền đến rồi? Chính là a, à, này dịp huyền chết no một cái gia đình bình thường, làm sao có khả năng như người nói? Mọi người đối với mã tư triết, là cực kỳ không tin dù sau thời gian 4 năm, này Diệp Huyền vẫn biểu hiện thập phần túng quẩn. Đột nhiên có nhiều tiền như vậy, quỷ tin A. À. Mà hiện tại, bò sông lầu Diệp Huyền, cũng là cười nhạt, phát tin tức nói. Xác thực, ta chỉ là cái gia đình bình thường mà thôi. Nói, Diệp Huyền thuận lợi phát ra một tấm, chính mình ở thanh thủy di viên nhà lớn đập một tấm hình. Trong hình, Diệp Huyền phía sau, là chồng chất như núi màu đỏ phòng bản. Đỏ đồng đồng. Cực kỳ hút mắt Theo hai cái tin tức phát sau khi đi ra ngoài Toàn bộ chim cánh cục quần Lần thứ hai rơi vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong Mọi người không dám nói nữa Đấy lòng càng lại nhấc lên vô biên sóng to gió lớn Ta xoa một chút xác. Mặt sau này một đống Vẫn sẽ không là phòng bản chứ Cái nhà này thật lớn a, à, Là thanh thủy di viên nhà lớn sao Qua dịp huyền bây giờ trở nên rất xoái Tốt có khí chất a, có thể thêm cái bạn tốt sao? Thần hào càng ở bên cạnh ta. Mẹ ư, ta nhớ tới Lý Đồng trước đây thật giống nói muốn truy diệp Huyền tới. Sau đó cảm thấy diệp Huyền quá nghèo, lại không đuổi. Có chuyện này hay không a, Lý Đồng, Lý Đồng. Phỏng vấn một hồi, ngươi tâm tình bây giờ, hối hận không? Di động một bên khác Lý Đồng. Lúc này Lý Đồng, phản phất là gặp một vạn tấn bạo kích. Không sai. Diệp huyền dung mạo rất xoái, Lý Đồng Đại học thời điểm xác thực yêu thích dịp huyền, muốn nói đi cũng truy dịp huyền tới, lúc đó còn huyên náo sôi sùng sục. Nhưng sau đó biết được dịp huyền trong nhà nghèo, chuyện này liền sống chết mặt bay. Hiện tại, nàng ruột đều phá hủy xanh. Nếu như chính mình lúc trước kiên định sự lựa chọn của chính mình, hiện tại khả năng theo dịp huyền hài tử đều có. Này qua loa tính toán, chỉ ít tổn thất mấy trăm ức A. À. Lý Đồng khóc không ra nước mắt, cảm giác tâm thái đều vỡ. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền có thể hay không từ chối nàng, nữ nhân chính là như vậy mê chi tự tin. Không phải vậy làm sao sẽ đều nói, nữ truy nam, cách tầng xa. Diệp Huyền yên lặng lui ra gờ rút chát. Tỉnh, tiết kiệm, bị các bạn học vây công. Trang xong bức liền chạy, thật kích thích. Không nghĩ tới, Lý Đồng dĩ nhiên mặc dày, cho dịp huyền phát tới một cái private chat lý đồng dịp huyền ngươi xem ta còn có cơ hội không dịp huyền hơi run run hắn đối với này lý đồng là có chút ấn tượng dài đến rất đẹp đẽ 90 phân một cái tiểu cô nương sự kiện kia hắn cũng rất rõ ràng có điều hắn đối với lý đồng cũng không thích liền hắn làm bộ thâm trầm uyển chuyển cự tuyệt nói quá khứ liền để hắn qua đi nhìn thấy cái này hồi phục lý đồng lúc đó sẽ khóc tình cảm dịp huyền lúc đó là yêu thích ta à là ta không chắc chắn tốt đoạn nhân duyên này mới bỏ qua một cái lên làm nhà giàu giàu thái thái cơ hội ta thật hối hận burger mờ vang lên ngươi là ta xúc không đụng tới gió tỉnh không đến mộng tìm không được thiên đường y không tốt đâu truyện hót tháng 9 tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả